Rồi, xin chào mừng tất cả anh chị em chúng ta đã đến với buổi livestream buổi tối ngày hôm nay. Đó là ngày thứ 15 trong cái chuỗi về hành trình về NLP. Đó là về trong cái group về hành trình người xuất chúng của chúng ta. Và trong buổi tối hôm nay đó thì chúng ta sẽ mời lên chia sẻ ở đây, đó là một đôi Ruby cộng đó, đang trên đường gần tới đó là chức danh chủ tịch trong đội nhóm của chúng ta. Đúng không ạ? Và ở đây đó chính là bạn Cao Thắng và bạn Lê Nga. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để lắng nghe câu chuyện từ Cao Thắng và Lê Nga. Chúng ta dành cho Cao Thắng và Lê Nga một tràng pháo tay thật lớn các bạn. Chào mừng hai vợ chồng đã đến với thế giới này. Chào mừng hai vợ chồng đến với thế giới này. Rồi xin mời hai bạn chúng ta bắt đầu. Rồi, lần đầu tiên thì em rất cảm ơn thầy Linh đã có tổ chức một cái buổi chia sẻ tất cả anh em và giới thiệu một người một chút. Thì đây là bản thân em là Thắng, còn đây là cái người gọi là người sát cánh cùng vui cùng sướng rồi là trải qua bao nhiêu cái thời gian. Đây là người vợ của Thắng, đúng không ạ? Còn là bạn tên là Lê Nga. Thì bây giờ Thắng sẽ là người chia sẻ trước và lát nữa thì sẽ nhường mic lại cho bà xã mình ha. Ok anh chị ha. Thì thực ra là ngày hôm nay rất là may mắn khi được anh Linh là mời ngày hôm nay là có buổi chia sẻ tất cả anh em. Thì trong đây trong buổi Zoom ngày hôm nay, Zoom ngày hôm nay ấy, thì Thắng biết rằng là ngày hôm nay có rất nhiều anh chị có thể là lớn tuổi hơn Thắng và đặc biệt hơn nữa rất nhiều anh chị là có thể là bên ngoài kia làm nhiều công việc và có rất nhiều kinh nghiệm hơn Thắng. Thì may mắn hơn là Thắng là tham gia trước anh chị, thế nên là hoặc là tham gia sau anh chị, nên ngày hôm nay có thể chia sẻ với anh chị một chút, được không ạ? Để anh chị có những cái điều gì mình tâm đắc thì mình có thể là nốt xuống dưới và mình áp dụng cho đội nhóm mình, đúng không chị ha? Và tôi xin phép anh chị một chút là sẽ là mình sẽ xưng hô là mình tên mình và sẽ gọi là bạn hoặc là gọi anh chị, đúng không ạ? Để mình thống nhất như vậy, ok anh chị ha? Đó. Thế thì mình giới thiệu qua mình bản thân mình một chút. Mình tên là Thắng và miền quê ở Thái Bình, ở hay ở Thái Lọ cũng được anh chị ha? Đó. Và sinh ra thì năm nay thì mình sinh năm 94, có nghĩa là mình năm nay đâu đó khoảng 25-26 tuổi, đúng không anh chị? Đó. May mắn là nhờ sản phẩm công ty Nuskin, thế nên là bây giờ cái làn da dường như anh Ninh nói là làn da của là một em bé, ok anh chị ha? Và may mắn hơn nữa là cũng được đo lên công ty đo chỉ số oxy hóa. Thì sau khi đo chỉ số oxy hóa xong thì anh bảo là nếu mà có cái gọi là một cái thang điểm ấy, là thang tuổi là có 16 thì công ty cho em 16 tuổi đó. Bởi vì lúc nào đo cũng chỉ có 18 tuổi thôi anh chị ha. Bởi vì ngay bản thân mình là sản phẩm gì mình tốt mình dùng luôn chị ha. Đó. Thì bây giờ Thắng giảng một chút là cái lý do vì sao mình lại lựa chọn công ty Nuskin. Và thứ hai là lý do mình sao mình lại lựa chọn cái đội nhóm DMWB, đúng không chị ha? Đó. Thì cái trước đây ấy là khi mình mới nhập học ấy là năm 18 tuổi ấy. Thì đâu đó là mình nằm ở Hà Nội ấy, thì mình học một cái trường đại học. Thì nghe một cái trường đại học rất là danh giá đúng không chị ha? Nhất là các bạn trẻ bây giờ sinh các bạn khoảng lớp 11, lớp 12 thì nghe cánh trường, cánh cổng đại học thì rất là happy, đúng không anh chị? Nhưng đâu biết rằng là trong thì muốn ra và ngoài muốn vô, đúng không anh chị em? Giống như một cái nhà mấy ông sinh viên hay nói nhau là một cái nhà vệ sinh, đúng không ạ? Trong thì muốn ra và ngoài muốn vô, đúng không anh chị em ha? Đó là như vậy. Thì khi mà mình đi học trường đại học như vậy thì mình mới học được một tuần thôi. Thì khi học một tuần như vậy thì thấy mình thấy là cái tư duy của mình khi mà mình bước lên trường đại học ấy nó khác với cái thực tại của mình ở trường đại học. Và mình thấy rằng là cái cánh cổng trường đại học ấy cảm thấy nó hơi bí bách và mình cảm thấy mình không được thỏa mãn. Lên rồi mình phải khép nép thầy cô giáo này, và thầy cô giáo khi học ngày đầu tiên học ấy thì học cái buổi gọi là buổi giao lưu thầy cô giáo ấy, thì thầy cô giáo mới vẽ ra một cái đường nhà tôi đây này, nhà tôi ở chỗ này chỗ kia này, có nghĩa là họ vẽ ra khi mà học vấn đề gì ấy thì hãy đến nhà tôi để sao có điểm giả, đợi chị em ha. Đó là như vậy, có nghĩa là họ vẽ ra cho mình một cách để mình tiền ấy, đóng để đến đấy và đóng dễ hơn, hoặc là số điện thoại tôi đây, đợi chị em và tôi kiêm cái môn gì đó, và tôi là bức chức vụ gì, giáo sư quan hệ ra sao. Họ vẽ cho mình một cái để mình luồn lách, đúng chị em và mình cảm thấy rất là khó chịu, và mình cảm thấy rằng nó không giống như cái mơ ước của mình và không giống như cái mà lúc mình học và mình suy nghĩ. Thì đâu đó là còn học một tuần thì được may mắn là một người bạn, và người bạn đó thì mới giới thiệu cho một cái mô hình, đó là mô hình gọi là bán hàng trực tiếp. Cái là năm 2012 là Thắng đã biết đến một cái mô hình bán hàng trực tiếp rồi,
và Thắng cũng tham gia được khoảng 5 năm. Nhưng sau khi 5 năm Thắng làm như vậy, Thắng thấy là cái vấn đề là công ty rất tốt, nhưng vấn đề là cái sản phẩm nó không giải quyết cho vấn đề khách hàng được, mà nó chỉ đầu tư tài chính thôi. Đầu tư tài chính thôi, có nghĩa là chỉ lấy một cái công cụ như anh chị em biết ấy, là khi mình tham gia một công ty bán hàng trực tiếp ấy, thì đa số là trong cái tư duy mình sẽ là lấy tiền người đi sau đúng không ạ, trả người đi trước đúng chị em ha. Thì đúng là như vậy luôn chị em ạ, bởi vì là cái quan trọng nhất là mỗi một công ty nó có một cái ngành khác nhau. Thế thì Thắng tham gia vào một cái công ty đó, công ty XYZ đúng chị em ha. Thì công ty đấy thì khi mình làm ấy thì anh chị biết rằng là cái tuổi đầu đời đúng không ạ, sức khỏe có này, sức trẻ có này, thì mình bắt đầu mình tham gia, mình chiến đấu đúng không chị em ha. Và sau khi mình chiến đấu đâu đó là khoảng 3 năm sinh viên và 2 năm là nằm cái lĩnh vực là khách hàng trung niên anh chị em ha. Thì khi mình làm như vậy á, thì mình thấy rằng có tiền đấy, nhưng cái vấn đề là nó không giải quyết được cái bài toán là hệ lụy sau này anh chị em ạ. Mà chỉ đầu tư là tiền tiền vào mà không có tiền ra đâu anh chị em ạ. Mà sản phẩm thì là thực sự là chia sẻ anh chị luôn là có một số vài sản phẩm nó hiệu quả thôi, còn một số sản phẩm là xài không được luôn anh chị em ha. Đó là như vậy. Thế là mình bảo ô, tại sao mình lại làm một cái công việc, làm một cái cơ hội gì mà nó không tạo ra giá trị như vậy? Thì Thắng cũng quyết định đưa ra mình một quyết định là nghỉ lại cái công ty đó, mặc dù là mình cũng có chức vụ và mình cũng có một cái cấp bậc lãnh đạo ở công ty đó rồi, nhưng mình cảm thấy rằng nó không tạo ra giá trị được, và mình không muốn rằng những cái người mình đưa vào hoặc là những cái người khách hàng ấy họ dùng ấy mà sản phẩm không hiệu quả được. Thì Thắng cũng quyết định đưa ra mình một quyết định là mình ngừng lại tại công ty đó. Và Thắng cũng bắt đầu đang đi tìm kiếm một cơ hội, cũng đi tìm kiếm cơ hội. Thì may mắn là Thắng biết đến một cái công ty, đó là công ty về tài chính và công ty đầu tài chính, và Thắng cũng đi làm về làm cố vấn cho một công ty tài chính. Và sau khi cố vấn tài chính thì Thắng thấy rằng nó cũng không giải quyết được vấn đề là thành quả nó không giải quyết vấn đề là sản phẩm cho khách hàng, giá trị khách hàng. Bởi vì anh chị biết đấy, những cái sản phẩm là sản vô vô hình anh chị em ạ. Những sản phẩm vô hình ấy, thì nó không tạo giá trị cho khách hàng được. Đó, thì Thắng cũng bắt đầu cũng bắt đầu lại đi tìm kiếm, lại đi tìm kiếm một cơ hội. Qua là mình đi mình tìm kiếm với chị em ha. Khi mình giải mình thấy cái thấy một cái gọi là cái cơ hội này nó không tạo giá trị và cho người đi sau và cho người đi trước, thế là Thắng cũng dừng lại vào cái công ty tài chính đó. Và khi mình dừng lại như vậy, mình cũng bắt đầu mình đi tìm kiếm cơ hội. Và may mắn hơn anh chị em ha, may mắn hơn là Thắng mới nhắn tin cho một cái người bạn mà lúc trước làm một cái công ty của Thắng, là công ty cũ đấy, là công ty bán hàng trực tiếp ạ. Thì người bạn ấy Thắng show ra một cái bảng trang tính, một cái bảng trang tính đó là lúc đó là năm khoảng tầm là tháng 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 10, khoảng tầm tháng 10 tháng 12 2016 anh chị em ha. Thì show ra một cái bảng trang tính và gửi cho Thắng. Thắng mở ra Thắng xem là nhập là 109, bán là 800 ngàn và trừ hết mọi chi phí đi còn lãi 500 ngàn. Nói đến đây rất nhiều anh chị biết câu trả lời là bán sản phẩm gì rồi đúng không chị em ha. Thì lúc trước là khoảng tầm 2016, cuối 2016 và đầu 2017 thì đội nhóm DMNB có kinh doanh sản phẩm là năn khử mùi Skion đúng không chị em ha. Đó. Thì khi dùng thì Thắng thấy Thắng đặt câu hỏi là why, tại sao nhỉ? Tại sao bán hàng online mà lại nhập 109 ngàn và lại bán được là 800 ngàn, và tại sao họ lại show ra cho mình xem cả cái giá nhập nhỉ? Và tại sao lại sâu được cả giá lẻ nhỉ? Thì Thắng mới đặt câu hỏi. Ở rất nhiều người khi mà xem cái bảng trên tính như vậy thì có rất nhiều người hỏi là chắc là lừa đảo đúng không ạ? Chắc là lừa đảo. Nhưng bản thân Thắng Thắng đặt câu hỏi như này, tại sao nó lại làm được như vậy? Và chính câu hỏi đó là Thắng đã chủ động Thắng đã chủ động đặt lịch với cái người gửi cái bảng trên tính cho Thắng là cái người upline của Thắng gửi luôn cái bảng trên tính, và Thắng chủ động mà Thắng ở lúc đó may mắn hơn là đang ở quận 7 Hồ Chí Minh. Đó là khu Phú Mỹ Phú Mỹ Phú 2C đó, thì mới qua cái Bình Thạnh. Lúc đó thì không có xe đi lại đâu chị em là bắt một chiếc Uber rồi qua đó tìm hiểu. Và lúc đó với một tâm trạng là mình đi mình tìm hiểu cái cơ hội gì nó lại hay như vậy. Và sau khi mình tìm hiểu thì được gặp các anh chị, lúc đó nó còn sơ khai đó anh chị em nó còn sơ khai lắm, lúc đó chưa kỹ năng gọi là chốt người đâu anh chị em chốt người đâu đó, gọi là kỹ năng gọi là sơ khai lắm anh chị em Một cái văn phòng mở ra lác đác khoảng tầm 4-5 anh chị em thôi. Và khi mà mình vào mình đó mình hỏi ô tại sao nhỉ, mình mở cái sản phẩm ra, mình mở sản phẩm ra mình bảo Nanoskion, rồi là mình mới xem là công ty Nuskin, Nuskin mình bảo lại Nuskin à, rồi bắt đầu mình bảo trong lúc upline đi lên nước cho mình thì bắt đầu mình lấy mạng điện thoại search Blue skin là gì. Rồi đó,
thì khi mình bỏ lại công ty bán hàng trực tiếp thì bắt đầu ớn ớn ngại ngại đấy chị em ạ. Bởi vì mình đã lúc trước mình đã có một cái tư tưởng là mình thấy ngại ngại một cái công ty về bán hàng trực tiếp rồi, thế thì bản thân mình lúc đó là mình cũng hơi bị có một cái phòng thủ một xíu. Và sau khi có được gặp cái người apply như vậy thì bạn apply chia sẻ là bây giờ em bỏ tiền quảng cáo này, có máy tính này, nhưng lúc đó bản thân Thắng là một người chia sẻ với chị một chút nha, là người không biết gì về công nghệ thông tin cả. Bởi vì lúc trước đi học cấp 2, cấp 3 ấy, là bố mẹ luôn luôn cho mình một cái tư tưởng rằng vào quán game là vào à và đánh game, vào quán cứ vào quán điện tử vào đánh game ấy chị em ha. Thế bố mẹ cho mình một cái tưởng như vậy thì mình rất sợ vào con game. Giả sử bạn bè có vào vào đây tao đãi cho này, hoặc vào đây nghe nhạc thì thôi mày, nhưng lúc nào Thắng một tư tưởng rất là sợ vào con game. Thế nên là những năm cấp 2 và cấp 3 và đại học chưa lần nào mình vào quán game cả, trừ lúc nào bố mẹ mình bảo à đi có cái tài liệu cái kia thì mình bắt đầu vào quán game chị em ha. Đó, thế nên là khi mình bắt được cái nguồn là anh ấy bảo là à, em ơi bây giờ em phải có cái laptop, bây giờ phải có ít tiền để quảng cáo. Tham một ô laptop bây giờ làm gì có, đúng không chị em ha? Lúc đó gọi là cái con nó quay về con đầu số không chị em ha, là như vậy. Và khi Thắng làm xuất phát điểm như vậy là mình gọi là xuất phát điểm không phải như anh chị em đâu, mà là xuất phát điểm gọi là ở dạng là không đồng và âm đồng anh chị em ha. Và mình rất muốn là mình làm luôn, rất muốn là làm luôn, nhưng lúc đó là mình không có đủ tài chính luôn chị em ạ. Không có đủ tài chính để mình mua được một cái laptop anh chị em ạ. Không đủ tài chính luôn. Và mình không bạn bạn apply bảo là em ơi em bỏ là một tháng là một ngày một tuần ấy, là 1,5 triệu để chạy quảng cáo. Lúc đó là tháng một bây giờ lấy đâu ra tiền để một tuần chạy quảng cáo là 1,5 triệu. Rất muốn rồi, rất thích rồi, nhưng mình không có tài chính để mình làm được anh chị em ạ. Và xuất phát điểm mà không có đủ 10 triệu anh chị em ạ, là như vậy. Và như vậy theo anh chị luôn vậy là mình từ bỏ cơ hội đúng không ạ? Nhưng không, Thắng quyết định là mình nuôi cơ hội đó là đến từ cuối à đầu 2017 ạ. Và mình nuôi cái ý chí đó và bắt đầu mình tìm vốn bán hết các loại, chị em bán xe bán các kiểu luôn để mình làm anh chị em ha, bán hay là mình làm đó, có là trong người mình có gì mình bán hết anh chị em ha, mình bán mình làm. Và đâu đó mình xuất phát điểm của mình là đâu đó lúc đó là khoảng có hơn 10 triệu anh chị em ạ, hơn 10 triệu là khoảng đâu đó khoảng tầm 13 15 triệu gì đó. Thì ngay đầu tiên là Thắng đưa ra cái quyết định cho mình là mua ngay một chiếc laptop. Laptop là hơn 8 triệu. Và anh chị biết không ạ? Upline bảo rồi về phải nuôi cái Facebook của em một tuần. Rất nhiều anh chị được dặn rồi đúng không ạ? Để làm sao nó uy tín, độ trước nó có rồi. Thế thì khi mình cũng nuôi như vậy. Và trong anh chị biết không, trong vòng một tuần đó thì cái công việc của Thắng làm gì? À, lên trên mạng. Mở cái YouTube này, xem phim hết. Có là mình không biết xài laptop anh chị em ạ, không biết gì luôn anh chị em ạ. Có là việc của mình là khi mua máy tính về là lên YouTube xem clip hài hoặc là xem phim, không biết làm gì cả anh chị em ạ. Bởi vì là gõ máy tính không biết gõ luôn. Và Thắng bắt đầu là sang cầm cái máy tính ấy, là sang nhà Upline để học về marketing, học về quảng cáo á. Thì sau khi học ấy thì ngồi cạnh với Upline là chị Tường Vi ngồi đây đó. Thì khi chị Tường Vi ngồi ngồi chị ạ, thế mình quay sang mình hỏi chị ơi em muốn viết hoa cái chữ này thì viết như nào hả chị? Trời ơi chị em biết không, là đến cái caps lock của chị em ạ, cái caps lock là cái viết hoa ấy, là Thắng không biết luôn đúng không ạ? Thế thì theo anh chị rằng cái một người mà mù công nghệ thông tin và lại chưa từng về biết về về Facebook quảng cáo gì cả thì có làm được không, đúng không chị em ạ? Có rất nhiều anh chị đặt câu hỏi là à, có làm được không đúng không ạ? Và Thắng cũng Thắng luôn luôn hỏi mình à mình phải làm được, mình phải làm được. Và Thắng đưa ra quyết định à mình chạy quảng cáo. Thì trong cái ngày hôm đấy chị em à, chạy quảng cáo xong là mất 640.000, không là thế nào cả. 640.000 không là cái gì cả. Bởi vì cái câu chuyện như này là may mắn là tài khoản đấy ít tiền anh chị em à. Là cái câu chuyện như này chị em ạ, là sau khi mình nhân nhóm ấy thì upline chưa kịp là bảo là em phải canh này, rồi là em phải để ý nhóm quảng cáo, một phát nhân 100 nhóm luôn, đi về từ nhà upline à, từ nhà upline về nhà mình khoảng 15 phút xong muốn mất 640 ngàn. Không có gì cả rồi chị em. Ở đó là như vậy, đó là cái ngày đầu tiên của Thắng làm về marketing quảng cáo như vậy rồi chị em à. Và dần dần đấy Thắng nào thấy Thắng bán lẻ được và Thắng đưa ra cái quyết định cho mình làm. Và những ngày đầu tiên mình làm mình không như anh chị ở đây đâu ạ, mình được văn phòng này, rồi là mình được support, upline support kề cạnh cầm tay chỉ việc luôn. Những ngày đó là upline của Thắng là người trong Sài Gòn và Thắng cũng đi học ở chỗ chị Vi nữa. Và cái gọi là cái công việc sale này là Thắng cũng chưa từng làm bao giờ luôn chị em ạ. Và Thắng cũng đưa ra cái quyết định là mình học liên tục và đến nỗi là Thắng ăn mất ăn này, mất ngủ.
mất ăn mất ngủ để mình lo cái vấn đề là viết content ra sao, làm như nào anh chị em ạ. Thì khi mình làm như vậy thì sau đó là khoảng tầm 13 ngày thì Thắng cũng lãi được 17 triệu anh chị em ạ. Từ một người không biết gì về quảng cáo và cũng không biết gì về cái Facebook marketing và cũng không biết gì về sale cả, nhưng sau đó là 13 ngày và Thắng cũng được lãi 17 triệu chị em ạ. Đó là cái thành quả đầu tiên của Thắng đó chị em ạ. Và như những ngày đầu tiên Thắng cũng mặc kệ luôn vấn đề là bán hàng trực tiếp không sao cả, bởi vì Thắng là mới xin nhá, mới xin upline của chị ơi. Em đi ship hàng chị, cũng nên là upline hay gửi hàng nào của em ship hàng chị, cho em xin một cái cây lăn khử mùi đi, em dùng như nào. Thắng dùng ấy, Thắng thấy là nó rất là hiệu quả, bởi vì con trai thì cái mồ hôi ai cũng ra quả, ông nào cũng hôi quả, nhưng quan trọng là hôi ít hôi nhiều, đúng không ạ? Thế khi mình dùng như vậy mình thấy là hiệu quả, mình rất là tin luôn, mình mặc kệ là bán hàng trực tiếp hay bán hàng gì đó mình không quan tâm, nhưng quan tâm là cái hiệu quả nó có và feedback khách hàng trả lời rất là thích luôn. Và có một khách hàng họ trả lời như này, bán cho họ 3 cây và họ trả lời là Thắng ơi chị dùng được 1 tuần rồi, bây giờ chị hết hôi rồi em ạ. Đó, hết hôi rồi em ạ. Đó là cái lăn khử mùi từ ngày đầu tiên là như vậy. Và sau khi Thắng làm ấy, thì Thắng bắt đầu tìm hiểu về ở công ty Nu Skin này, Thắng lên công ty ấy, Thắng bảo ô ở đây tại sao là có nhiều bạn trẻ tham gia và có nhiều các bậc trung tuổi tham gia, rồi nhiều người cao tuổi tham gia nữa. Ô một cái công ty tại sao thế nhỉ? Và Thắng cũng tìm hiểu một chút là tham gia những buổi sự kiện công ty thì có những công ty họ nói rất nhiều về giá trị và sản phẩm, và đặc biệt hơn nữa Thắng cầm một cái tờ giấy gọi là tờ giấy bảng hóa đơn sản phẩm á. Ô Thắng thấy ở công ty này nó có rất nhiều sản phẩm và nó có Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Còn răng ấy, còn tóc là dùng được, đối với chị em. Và đặc biệt hơn nữa những cái gọi là những cái bé ở trong trứng rồi ấy, trong trứng thôi cũng đã dùng được cái sản phẩm công ty rồi. Và sinh em bé xong thì bằng cái cảm nhận của Thắng là Thắng có một cái người gọi là upline của mình, nó chị Tường Vi. Và chị Tường Vi sau khi sinh em bé xong thì thấy là cái cu gấu rất là khỏe, bởi vì là mẹ cho uống Nipac và bầu rất là nhiều. Và Thắng rất niềm tin luôn, và Thắng bảo ô công ty rất tuyệt vời về sản phẩm như vậy. Và khi bắt đầu Thắng đưa ra quyết định là mình dùng sản phẩm. Và cái ngày đầu tiên là thấy cái người vợ của mình là bị nám anh chị em ạ. Khi mà người vợ mình đang làm bên ngoài thì thấy người vợ mình ra nó bắt đầu nám hai bên rồi. Và lúc đó chị em là Thắng đưa ra quyết định cho bản thân mình luôn là mua ngay chiếc máy Garnet Spa tặng cho người vợ của mình anh chị em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải là người cảm nhận sản phẩm đã, mình mới bán hàng được anh chị em ạ. Thì ngày Thắng đưa ra quyết định là tặng cho ngay, mặc dù anh chị em ạ, mặc dù anh chị em là khi mình đưa ra cái quyết định là mình mua cái chiếc máy Garnet Spa là mình cũng đang đi vay mượn anh chị em ạ. Nhưng mình vẫn đưa ra quyết định mình mua để làm gì? Mình lấy cái công cụ mình làm việc anh chị em ạ. Như vậy. Và cái cơ duyên Thắng quyết định làm ở Nukin đó là gì? Về cái gọi là sản phẩm nó mang lại cho mình về cái hệ sinh thái sản phẩm và bán cho cả từ 0 tuổi đến 120 tuổi thôi anh chị em ha. Và cái thứ hai nữa là Thắng thêm một cái chính sách hoa hồng ấy, nó trả rất là happy cho anh chị em ạ. Nó rất là happy luôn, nó rất là tuyệt vời với chính sách hoa hồng. Và ở Nukin mà lúc trước cái công ty của Thắng làm ấy là nó có một cái nhược điểm ấy là không làm vẫn có tiền, mà nghe đến là không làm vẫn có tiền nghe đến chữ ND đúng không chị em ha, là chữ ND rồi đúng không ạ. Và ở Lukin nó làm rất là một cái minh bạch một điều rằng nam mới có tiền hoặc là gì đi hỗ trợ mới có tiền anh chị em ha. Và lúc đó ấy, người Thắng tìm hiểu ấy và Thắng mới phá bỏ được cái bán hàng trực tiếp của mình là ngày xưa là mình hay có một cái tư tưởng rằng là lấy tiền người đi sau trả người đi trước. Nhưng ở Lukin phá bỏ một cái điều của Thắng là gì nó là khi mình làm ấy mình mới có tiền hoặc nên mình hỗ trợ mình mới có tiền anh chị em ạ. Và chính hai điều đó là mình đưa ra quyết định là mình làm mạnh hơn là một là sản phẩm công ty có hệ sinh thái,
hay là chính sách hoa hồng trả rất là công bằng anh chị em ha, rất là công bằng luôn. Và rất là tuyệt vời là công ty có một cái điểm hay nữa là khi mình tham gia ấy, à là nó có một cái gọi là về cái vấn đề là công bằng cho mọi độ tuổi luôn chị em ạ. Bởi vì là khi mình bài toán là ngày hôm nay mình có ở bên ngoài truyền thống đúng không, mình có tiền nhiều thì mình thắng, được nhập với giá cao đúng không chị em ạ. Ví dụ mình có 1 tỷ ấy, thì mình nhập được cái giá khoảng tầm 60%, nhưng ngày hôm nay mình có 10 triệu sao, mình chỉ nhập được khoảng 20% đúng không chị em ạ. Và cái người có tiền là người chiến thắng. Như ở Lucky rất là hay, rất là tuyệt vời là bạn có bao nhiêu không quan trọng, và bạn cũng xuất vào điểm không quan trọng, và bạn được làm một cái mã số, và khi lúc đó bạn được mua với giá sỉ và bán với giá lẻ, rất là tuyệt vời chị em ha. Và cần chỉ mua một sản phẩm thôi cũng được cái giá sỉ rồi, và điều đó là điều thắng quyết định là mạnh hơn và bắt đầu làm hệ thống chị em ha. Và thắng bắt đầu đưa ra cái quyết định cho mình làm hệ thống, và sau khi mình làm hệ thống thì mình cũng đâu đó mình cũng có những người anh em đi cùng mình, và rất rất tuyệt vời. Và thắng giúp đỡ cho những người anh em của mình là khi mình làm ấy, và thắng bắt đầu tuyển dụng một cách mãnh liệt là ở đây mình đang đi cho trao cho người ta một cái cơ hội rất tuyệt vời. Bởi vì ngoài kia có rất nhiều bạn sinh viên đang đi tìm kiếm cơ hội, hay có những người mà họ là sinh viên họ tốt nghiệp rồi họ vẫn chưa có tiền, hay họ vẫn đang đi tìm một cái công việc gì đó để có thu nhập, và có rất nhiều người họ kia đang khao khát tìm kiếm một cơ hội để thay đổi cuộc đời đúng không chị em ha. Và thắng bắt đầu đó, thắng đi tìm kiếm và bắt đầu nó xuất hiện đúng không anh em ạ, đó chị em ạ. Và bắt đầu người thầy xuất hiện nhiều hơn và bắt đầu giúp đỡ thắng làm hệ thống. Và lúc đó thắng cũng là một người anh chị em ạ, khi quyết định làm hệ thống thì thắng cũng mở được một cái văn phòng ở đầu tiên tại Hà Nội anh chị em ha. Và thắng cũng đặt bước chân là ngày lần đầu tiên là mở cái văn phòng tại Hà Nội. Và khi công ty thấy là công ty mạnh hơn, làm mạnh hơn, thấy công ty chuyển từ 229 Tây Sơn về đến chỗ là hơn 1.000 mét vuông dành cho bên Lê Văn Lương, thì thắng lại đưa ra một cái quyết định nữa là mình phải đi đến gần chỗ gần nơi công ty nhất. Mặc dù chị biết ha là cái chỗ mà thắng thuê ngày trước ấy đâu đó là khoảng gần 6 triệu rồi, nhưng khi mình đưa ra cái quyết định là mình thuê một cái văn phòng nó gần với công ty nhất, lúc đó mình có tài chính đâu anh chị em à, mình làm gì có tài chính đâu đó, mình phải thuê luôn một cái văn phòng đó là 11 triệu anh chị em ạ. Và khi mình thuê 11 triệu đó có phải là có người luôn đâu anh chị em, 3 tháng anh chị em 3 tháng không thắng, không có người luôn. Hai vợ chồng vẫn đi công ty, hai vợ chồng vẫn đi văn phòng nhờ người khác để làm. Và vẫn nuôi một hy vọng là mình sẽ có hệ thống lớn và mình phải có hệ thống lớn. Và khi nuôi hy vọng như vậy bắt đầu lực hấp dẫn bắt đầu đến anh chị em ạ, bắt đầu có hệ thống, bắt đầu có người, và rất là tuyệt vời khi mình giúp được những cái người em của mình, những người bạn của mình, họ kiếm được thu nhập. Và ở văn phòng thắng rất tự hào là thắng giúp được một số bạn trong khoảng tầm 3 4 tháng thôi. Bản thân bạn đấy là một sinh viên thôi ra trường anh chị em ạ, mới sinh viên ra trường thôi, nếu mà ra ngoài công việc kia bắt đầu đi xin việc rất là nhiều đúng không ạ. Khi bạn nào bạn được quyết định làm với thắng 3 tháng thôi thì bản thân bạn đấy sau khi 3 tháng là bạn đã được mang về mình một cái chiếc xe gần 40 triệu, và mình rất là xúc động đó là khi mà mình kiếm được tiền mà lại giúp được những anh em kiếm được tiền nữa, rất là tuyệt vời. Và hơn nữa có những cái buổi mà bạn ấy tâm sự với thắng như này là anh ơi vào đây em được tư duy rất là nhiều. Ngày đầu tiên thắng gặp bạn đó ấy, là ngày lúc nào bạn ấy chỉ mặc áo phông không cổ và quần sóc thắt lưng anh chị em ạ, bởi vì mùa hè thắt lưng. Bạn ấy tên là Tùng Phạm trong đây, thì khi mà cái hình tượng như vậy đậm chất sinh viên đúng không chị em ạ, đậm chất sinh viên luôn. Nhưng khi vào đây ấy sau khoảng tầm 2 3 tháng bạn được về tư tưởng hình tượng người thành công ra sao, rồi là làm như nào để có cái kết quả tốt, rồi bạn ấy bắt đầu thay đổi dần lên. Và bây giờ là khi bạn ấy trưởng thành hơn thì bây giờ là những người bạn của bạn ấy bắt đầu hỏi bạn rất là nhiều, chị bạn hỏi rất là nhiều, và bạn rất tự tin chia sẻ về cái cơ hội kinh doanh Nuskin. Và bây giờ thắng hay gọi bạn là chuyên gia về công ty Nuskin luôn, bởi vì bạn ấy nói như một MC truyền hình chị em ha, là như vậy. Rất là tuyệt vời khi có những người em và những người bạn làm như vậy, rất là tuyệt vời chị em ha. Đó là cái câu chuyện của thắng. Và ngày hôm nay thắng nhấn mạnh một điều rằng cái câu chuyện thắng kể ở đây là một điều là thắng xuất phát điểm có thể là thua anh chị ở đây, thắng không phải là gọi là không đồng nữa mà xuất phát điểm ở dạng âm đồng với chị em ha. Bởi vì sau tất cả là năm 2018 bản thân thắng và Nga mới kiếm hết thu nhập để trả lại cái số nợ nợ xấu của những năm 2016 hất lại chị em ha. Và xuất phát điểm của thắng và Nga là những xuất phát điểm gọi là âm đồng, và một cậu không biết gì về thông tin cũng làm được. Và thắng chắc chắn điều rằng ngày hôm nay anh chị nếu xuất phát điểm hơn thắng như vậy, chắc chắn điều rằng anh chị làm mạnh hơn thắng rất là nhiều. Rồi anh chị em.
Đó, quan trọng mình muốn thôi, mình muốn thôi, mình sẽ làm được. Rồi anh chị em. Đó là cái câu chuyện thắng. Đó anh chị em. Và chúng ta sẽ sang cái gọi là nhường lại cái gọi là sân chơi và nhường lại cái truyền hình này cho người vợ của thắng. Về đó là bạn Lê Thị Nga. Và bạn mình rất là tự hào khi có những cái người người bạn, người yêu và người thân của mình đồng hành cùng mình. Và cũng trải qua bao nhiêu thăng trầm và khi mà đưa ra quyết định là cái cơ hội nó tuyệt vời như vậy và thắng phải đưa ra cái người mà thân cận mình vào cùng làm cùng. Đó anh chị em. Đó, rồi bây giờ nhường lại cho bạn Lê Nga ha. Dạ rồi em chào thầy Linh, chào cả nhà nha. Thì thực sự ra là cái câu chuyện của anh Thắng tự dưng làm em cảm động, tại vì là nó đi với em với cả anh Thắng là trải qua quá nhiều khó khăn đó, tự dưng kể cảm động. Thì thực sự là đọc ở lại Nu Skin, thực sự là em làm tại Nu Skin bởi vì là Nu Skin là nó dừng lại với em là cái sản phẩm nó cực kỳ tốt. Phải nói là Nu Skin, cái sản phẩm của Nu Skin nó cực kỳ tốt với bản thân em dùng và cả gia đình em ai cũng dùng luôn, thì nó sự là từ dưới rất là tốt. Và khi mà em quyết định là dừng cái công việc, bởi vì trước đó là em làm kế toán, thì cái công việc cái thu nhập thì nó cũng chỉ ổn định thôi và nó không có giúp cho mình bứt phá lên được, và đôi khi là mình thấy là mình không có tìm được cái niềm vui trong công việc. Sáng mình đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 rưỡi chiều là mình về, thì mình không có phát triển bản thân, cũng không phát triển tư duy. Mà với bản thân em thì là một người rất là gọi là tự lập từ từ bé rồi, cho nên là em mong muốn là cái cuộc sống phải tốt hơn đó. Thì khi mà anh Thắng là người làm skin đầu tiên đó, và khi mà đưa ra cái quyết định là hai người phải cùng làm thì mới phát triển mạnh được, thì bắt đầu em nghỉ công việc cũ mà mình đang làm, thì làm hai hai người cùng làm, thì thời điểm đầu tiên thực sự rất là khó khăn. Phải nói là thực sự nó rất là khó khăn, có nhiều khi là không có tiền luôn, không có tiền luôn. Nhưng mà khi mà hiểu được cái tầm nhìn của Nu Skin, bởi vì thấy Nu Skin là cái sản phẩm nhanh chóng chia sẻ là sản phẩm nó quá là đa dạng luôn, ai cũng có thể dùng được, ai cũng có thể xài được, và thực sự nó mang lại cái hiệu quả cực kỳ tốt luôn đó. Và bản thân em thì khi mà làm bất kỳ một cái gì và mình luôn nghĩ đến cái điều là mình phải làm một cái gì đó mà nó mang lại giá trị, và hơn nữa là ngày hôm nay mình gieo một cái điều gì tốt đẹp thì mình sẽ có điều tốt đẹp. Cho nên là khi mà dừng lại Nu Skin là cái sản phẩm đầu tiên, là em ấy thắng không hề biết về chính sách của Nu Skin, trả thưởng như thế nào và hệ thống làm sao luôn, và chỉ đơn thuần là thấy cái sản phẩm nó tốt quá cho nên mình bán, mình chạy marketing mình bán. Thì sau một cái khoảng thời gian bán lẻ khá là tốt, và đầu tiên cái thời điểm mà năm 20 cuối 2017 á, thì em mới bắt đầu làm. Thì đến tận khoảng tầm giữa năm 2018 thì cái thị trường Hà Nội mới phát triển mạnh, và bắt đầu vì thầy Linh hay là chị Trang hay là cô Nga mới ra thường xuyên hơn và có những cái lớp học á, và em vẫn nhớ như in cái khóa học đầu tiên của chị Trang là khóa học kinh sale, tháng khoảng đầu tháng 6 2018. Thì cái lúc đó là trước đó là em cũng sale, xuất phát là người không biết gì về sale, cũng không biết gì về 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 marketing, như anh Thắng nói là không biết gì về marketing và cũng không biết gì về sale. và và thực sự ra là mình chỉ có nghe nghe upline của mình sale rồi lên công ty. Ngày đó là lúc nào cũng lên công ty luôn, và công ty thì đông ồn, ngồi ở trên công ty sale sale gọi là sale gọi là nhiều khi mà bảo vệ phải ra nhắc luôn, tại vì mình sale to quá mà công ty thì đông người, không có văn phòng đâu ạ, không có văn phòng như bây giờ. Nhưng mà khi mà bắt đầu cái thị trường Hà Nội phát triển hơn, thì lúc đấy là em được học cái khóa đầu tiên của chị Trang là khóa kinh sale, thì cái lúc đó là tư duy em nó thay đổi hoàn toàn về cái việc sale, và từ đó tự dưng cái doanh số của mình nó phát triển rất là mạnh. Và có những tháng em tự hào là một mình em, nhưng mà em vẫn cần được 7-8 nghìn điểm một mình em đó. Và cái thời điểm trước đó là bán cực kỳ khó khăn luôn, chưa có cái máy Lumi đâu ạ, không có cái máy Lumi đâu cả nhà, chỉ có cái máy Garnet Spa, và bán mỗi cái máy Garnet Spa thôi. Cái máy Garnet Spa là hơn 11 triệu đấy ạ, chỉ có bán cái đó không. Nhưng mà có những tháng em phải cân được mà 7-8 nghìn điểm không có cái máy này. Nhưng mà thời điểm bây giờ là nó quá nhiều công cụ rồi, thực sự ra là mình có công cụ marketing, mình có công cụ là social selling, mình có một cái đội nhóm đoàn bảy có thể là hỗ trợ nhau làm việc, và mình có một cái môi trường để mình phát triển những cái tư duy. Và đặc biệt hơn nữa là ở cái thời điểm 2018, cuối 2018 và hai đến thời điểm bây giờ, thì mình có một cái nữa là thầy Linh mời được thầy Alan về rồi, thì mình học được rất là nhiều những cái tư duy. Thì chính vì cái điều đó cho nên là mình thấy một điều là ở gần ở đây nó quá nhiều cái thuận lợi để mình phát triển, và hơn nữa là mình đang gây dựng một cái sự nghiệp cho bản thân mình, chứ không phải đơn thuần là mình chỉ đi làm một công việc, mà mình đang đi gây dựng một cái sự nghiệp, và mình đang giúp cho những người khác họ chuyển đổi được cuộc sống đó. Thì cho nên là đọc lại ở Nu Skin là cái điều đó, và em và anh Thắng quyết định là làm tập trung Nu Skin 100%. Mặc dù là lúc làm Nu Skin là hầu như là phải phải lo làm để trả nợ, bởi vì trước đó là cũng làm những cái công ty bên ngoài, và nhiều khi là mình cũng bỏ tiền vào đó mình đầu tư nhưng mà mình bị mất.
lì mất và mình phải phải ôm một cái số nợ và mình phải làm để mình trả nợ á. Thì nếu như mà hôm hôm nay á thì em mới đi kết nối được một người gọi là họ cũng là một cái chủ doanh nghiệp bên ngoài, họ bán về sản phẩm về đông y và họ có một cái văn phòng khoảng tầm 20 nhân viên sale và đội ngũ những người làm nòng cốt với nhau khoảng tầm hơn 30 người, nhưng mà thực sự luôn là làm một tháng lỗ 1 tỷ mọi người ạ. Làm một tháng lỗ 1 tỷ thực sự luôn, là mình nhớ là làm một tháng lỗ 1 tỷ. Marketing chạy rất là buồn cười, sale thì không có ai code, không ai hướng dẫn, về sản phẩm thì cũng không thực sự là chắc chắn về cái hiệu quả của sản phẩm, mà đôi khi là mình cái người đó bán chỉ vì lợi nhuận thôi đó. Và chia sẻ là một tháng lỗ 1 tỷ rồi nhưng họ làm và ở ngoài kia không có ai hỗ trợ đâu, nhưng ở môi trường mình là quá nhiều cái thuận lợi để mình làm luôn. Từ môi trường, từ đoàn bẩy, sức mạnh của đội nhóm, từ những cái tư duy mình được học lại á, thực sự ra là bản thân mình khi mà mình muốn phát triển, đầu tiên mình phát triển cái con người mình, cái tư duy của mình phát triển đã, rồi mình mới phát triển lên cái công việc. Đúng giống như skin này, em luôn nhớ một câu là đầu tiên là mình sẽ học làm người, sau là mình sẽ học làm việc và mình sẽ học làm giàu. Thì đúng thật như vậy luôn, khi mà bản thân mình nó phát triển được một cái tư duy mình của mình thay đổi á, tự dưng cái công việc của mình nó thuận lợi hơn rất là nhiều, nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Và khi mà cái tư duy của mình đủ cái tầm để mình vươn lên rồi á, thì các bạn sẽ thấy là lúc đó tự dưng lực hút. Và bản thân em thì trước đó là khoảng 1 năm về trước là em chỉ bán hàng thôi, em không hề tuyển dụng luôn, không hề tuyển dụng luôn, và chỉ có anh Thắng làm tuyển dụng và em chỉ là người care về bán hàng không, cho nên em bán hàng cũng rất là tốt. Bởi vì là em không có hay làm hệ thống, em cũng không có hay hay gọi là hay giao tiếp với mọi người, cho nên chắc là mọi người ít biết em hơn là cái anh Thắng. Nhưng mà thực sự ra là em chỉ có bán hàng không, chỉ có bán hàng, gọi là chỉ có ăn với sale, không có làm hệ thống luôn. Nhưng mà thực sự là khi mà hiểu được cái sức mạnh của cái hệ thống á, thì mình bắt đầu khoảng gần 1 tháng về đây thì em bắt đầu em tập trung hệ thống nhiều hơn. Và sau cái khóa học của thầy Alan đầu tháng, một cái khóa học mà chị Trang ra, chị Trang có code thêm cho về hệ thống, thì em mới thực sự thấm nhuần cái hệ thống của Nuski, mà em thấy cái chính sách hoa hồng trả thưởng của Nuski nó cực kỳ hay luôn đó. Thì bắt đầu em mới làm hệ thống và chỉ có khoảng tầm 1 tháng ở đây thôi, nhưng mà em cũng đã bắt đầu tuyển dụng được 3 người rồi. Mặc dù là họ một bạn là sinh viên ha, hai bạn là đang là chủ doanh nghiệp và em đang chăm, và em đang chốt là ký đầu tư một chân Ruby hoặc ít nhất là một chân XZ Positive luôn, chứ không có là như 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 bên ngoài kia. Là và tại vì là em thấy bên ngoài kia họ làm rất là vất vả, rất là khó khăn, lỗ rất là nhiều rồi nhưng mà họ vẫn làm. Nhưng mà mình ở đây là mình trao cho họ một cái cơ hội để họ có thể phát triển được mạnh mẽ hơn, thì mình dám tự tin. Và thực sự ra là giống như bên ngoài kia, nếu như nói về cái công ty đi ha, họ hay nói là bán hàng đa cấp, nhưng với bản thân em thì em tự hào là em vỗ ngực là em làm Nuskin, không có giấu giếm gì luôn, vỗ ngực tự hào là mình đang làm Nuskin, bởi vì cái sản phẩm nó quá tốt và cái chính sách hoa hồng trả thưởng nó cực kỳ công bằng luôn đó. Và hơn nữa là cái đội nhóm DMS con bi thì cực kỳ tuyệt vời, bởi vì mình có một cái môi trường phát triển bản thân quá tốt luôn đó. Cho nên là tại sao mà em với anh Thắng lại có thể là, và hơn nữa là bật mí mọi người một điều, nếu như mà bản thân mình ha, đang làm, nếu là con gái thì hãy đưa người chồng của mình vô làm, còn nếu là chồng đang làm thì hãy đưa người vợ của mình vô làm đi. Tại vì thực sự luôn hai người á, cùng một cái luồng tư tưởng với nhau, cùng một cái mục tiêu, cùng một cái hướng đến với nhau á, thì kết hợp với nhau làm rất là hiệu quả luôn. Và em hay nói đùa với anh Thắng là nếu như mà một cái việc gì đó mà anh Thắng không trao đổi với em, anh Thắng không thảo luận với em, anh Thắng không hỏi ý kiến em là làm coi như là không được luôn. Nhưng mà một khi mà đã nói với em thì làm rất là hiệu quả luôn. Cho nên là nếu như mà ở đây những anh chị nào đang làm một mình thì hãy nên đưa cái người đồng hành cùng mình, cái người đi cùng mình á, vô làm. Và để em sao mà mình có một cái sự thấu hiểu nhau hơn và mình làm rất là mạnh luôn. Đó là những cái mà em muốn chia sẻ với cả nhà. Rồi anh. Ok. Tiếp tục. Hay quá. Ok anh chị em à. Thì bản thân Thắng và Nga có vừa chia sẻ với chị em, thì hôm nay mình có một số câu hỏi ở đây. Thì cuộc sống không như mơ anh chị em ạ. Cuộc sống không như mơ là như vậy. Cuộc sống sẽ không như mơ đâu anh chị em. Và ngày hôm nay bản thân Thắng ấy làm hệ thống ấy, và khi mình đã vượt qua cái ngưỡng là mình làm bán lẻ rồi, và mình bắt đầu mình trao giá trị ấy, mình làm hệ thống ấy. Thì khi mà bắt đầu mình làm hệ thống ấy thì nó sẽ có một cái khó khăn riêng anh chị em ạ, một cái khó khăn riêng đó. Và mình luôn luôn gặp thử thách rất là nhiều, rất là nhiều, bởi vì bản thân mình là chưa từng làm về cái hệ thống nét hệ thống về quảng cáo nhiều, nên là mình cũng gặp rất là nhiều, và mời người thì cũng dụng, cũng có dụng anh chị em ạ, có dụng luôn. Và có những lúc thời điểm mà mình cũng phải mình nằm á, mình đêm ấy, bởi vì Thắng khi mà gặp vấn đề gì ấy, là Thắng luôn luôn là ngủ rất là muộn. Và đôi lúc là cũng chia sẻ các bạn downline, đôi lúc ấy là bọn em có thói quen là khi mà gặp vấn đề ấy, có hay lên YouTube xem chán không? Xem chán hết bộ phim, mặc dù nó từ 1 tập đến 83 tập không em.
Có những thời điểm anh chị em à, có những thời điểm ấy, mình rơi vào cái tình trạng là bị stress luôn. Mình thấy là tại sao mình đang có hệ thống ngon như vậy, tại sao lại gãy như vậy nhỉ? Rất nhiều họ đến rồi mình họ lại đi, đến rồi lại đi. Và mình mặc dù là mình giúp họ thật lòng ấy, thật tâm ấy, giúp họ kiếm tiền, bởi vì bán lẻ đúng không chị em à? Bán lẻ là mình được mà, có upline có được cái gì đâu đúng không chị em à? Phải như vậy. Thế thì khi mà mình làm như vậy nó có gãy, nó đi, nó lại gãy, lại đi, lại gãy, lại gãy đi. Và mình cũng có thời điểm là mình vẫn nằm trong nhà và mình bật dậy để mình có nhiều lúc mà mình nhắn tin upline của chị ơi, bây giờ là em không biết làm hệ thống như nào cả, là mình than anh chị em à, cứ có gì vấn đề là than upline chị em à. Bởi vì cái câu của Thắng như này là nếu mà tích cực ấy là chuyển từ dưới hoặc sang ngang, còn nếu mà tiêu cực ấy cứ upline chuyển lên anh chị em à, cứ upline chuyển lên đó ạ. Đó. Anh không bao giờ than lên trên luôn. À thế hả anh? Thế với team lead anh, cái clip mà làm lung so tay anh nên được Anh vậy chỉ rồi. học Đó. bên trên là phải làm mạnh hơn, mạnh lên. Đó thì em cũng có tư tưởng là mình hay là mình nói những cái vấn đề cho upline mình nghe để upline cho mình một cái tư tưởng mình mạch lạc hơn đó chị em ạ. Chứ không phải để upline mình hỏi em ơi em là đang gặp vấn đề gì, có cần chị giúp đỡ không, nhưng mà lúc đó upline hỏi mình như vậy ấy, là mình là củi ấy, là nguội và có nước đá kèm theo rồi chị em ạ. Đó. Nhưng ngày hôm nay nếu mình bắt đầu đang có dấu hiệu là củi ấy, nó bắt đầu hơi dấu hiệu nguội á, phải gặp ngay apply chị em ạ, gặp ngay apply luôn để làm sao apply giúp mình là đả thông kinh lạc anh chị em ạ, đả thông kinh lạc luôn để giúp mình tốt hơn. Thì Thắng bắt đầu cũng đi tìm hiểu, Thắng xem lại những cái video của anh Lê Chi Linh, xem lại những cái bài chia sẻ của chị Giả Thân Trang, rồi xem những cái đội nhóm làm việc của chị Ngọc Vân, và Thắng thấy ra một điều rằng là ngày hôm nay ai cũng thế thôi, sẽ có người nọ người kia, như thầy Alan nó gói như này, nói như này, cái việc của mình ấy là tìm tìm người. Và khi mình tìm người rồi ấy, mình phải đưa lên cái sàn anh chị em ạ, đưa cái sàn giống như ở quê mình có một cái gọi là cái dần anh chị em ạ, mình dần đó, mình sàng lọc anh chị em ạ, nếu những ai mà phù hợp ấy thì họ sẽ ở lại, còn những ai mà chưa phù hợp ấy thì gọi là tạm thời có thể là họ đi tìm một công việc khác, còn một cơ hội khác anh chị em ạ, quan trọng mình cứ cho họ đi, mình cứ cho đi, ai nhận và ai thấu hiểu thì mình sẽ hợp với nhau mình làm, còn không không sao cả anh chị em ha. Thế thì trong cái buổi mà leadership thì Thắng Thắng cũng nhận ra một điều như này là cái thầy gọi là thầy thành viên 10 triệu đô chị em ạ, họ chia sẻ như này là mình phải tìm mình phải tuyển dụng liên tục và mình tìm ra những cái người ấy, mình thích mình làm việc anh chị em ha. Và đó là cái lý do ấy, đó là cái lý do và một cái từ khóa là Thắng làm việc liên tục và tuyển dụng liên tục, bởi vì là khi mình như thầy Alan nói là ước mơ gọi là mình phải suy nghĩ á, mình phải suy nghĩ về cái hình ảnh ấy là cái người mình muốn trở thành. Và mình phải kết nối được những cái người mà giỏi hơn mình, hợp tác cùng mình tại NuSkin đúng không ạ? Chứ ngày hôm nay mình kết nối với cái người mà dưới mình á hoặc là bằng mình thôi ấy, thì chưa đủ. Ngày hôm nay mục tiêu mình phải tìm như là Lê Chí Linh, tìm Alan The Gao, tìm Giả Thân Trang, hoặc là em phải là nằm dưới mình đúng không chị em? Đúng không anh chị em? Và hôm trước là Thắng đi cái buổi Success Hà Nội ấy, Success Hà Nội ấy là họ chia sẻ như này, thành ở Việt Nam có 2 thành viên thành viên là triệu đô đúng anh chị em, và rất nhiều người bảo ui họ xuất phát điểm mạnh, họ xuất phát điểm tuyệt vời, họ là người họ là chủ doanh nghiệp này được kia, thì có rất nhiều họ bảo chắc mình không làm đâu, nhưng Thắng bảo luôn như này, mình phải tìm ra những cái người ấy, thành viên triệu đô và họ chủ doanh nghiệp nằm dưới mình anh chị em ạ. Mình phải nằm dưới mình. Chứ ngày hôm nay nếu mình tìm mãi một cái con gà thì nó sẽ nếu ngày hôm nay con gà đúng không anh chị em à, hơi thô một chút là con gà thì nó chỉ nó chỉ bám mình thôi, bám mình thôi, có gạo thóc ra thì ăn đúng không chị em à, ăn. Nhưng còn nếu mà con đại bàng đúng không chị em à, nó phải đi kiếm mồi anh chị em à, phải đi kiếm mồi, kiếm mồi, và cứ mỗi một kiếm mồi như vậy nó bắt đầu nó gặp vấn đề, nó bắt đầu đại bàng đúng không, nó mỗi lần nó đến thời điểm mà tái sinh ấy, nó phải nhổ lông, rồi là đập móng vuốt của mình nhỏ và móng vuốt của mình và cả là mỏ của mình đúng không ạ, và nó mất khoảng tầm 3 tháng nó không ăn gì cả và nó tái sinh lại được đúng không chị em ạ. Ngày hôm nay đây thôi mình sẽ có những anh chị em làm về vấn đề hệ thống tuyển dụng, sẽ có những người đến và người đi anh chị em ạ, và không sao cả, vẫn tươi anh chị em ạ, vẫn tươi và vẫn nhắc mình không sao đâu, mình sẽ làm, mình phải làm mạnh hơn để nó quay lại nó làm với mình anh chị em ạ. Ra mình hãy ra đi trong niềm vui
và đi ra đi trong sự thoải mái chứ không phải ra đi trong sự oán hận anh chị em ha. Đó. Và làm sao mà mình làm mạnh hơn và tăng quyết định, tăng quyết tâm này, này mình phải làm mạnh hơn và làm quyết liệt hơn để họ quay trở lại làm với mình anh chị em ha. Đó. Yes. Và khi mà họ quay đã trở lại mình rồi thì yên tâm đi, vào đó mình sẽ cho họ chủ động làm anh chị em. Ta lại có một bài test nữa anh chị em ha. Đó, bởi vì là cơ hội đúng không ạ? Và việc của mình ấy, là mình phải tìm những cái người giỏi hơn mình và những cái người mà có chủ doanh nghiệp lớn ấy họ làm dưới mình. Đúng chị em ạ? Đó. Và ở sau khi gặp thắng gặp những OTG toàn cầu, OTG ở tại Hà Nội ấy và thắng thấy rằng tại sao họ có hệ thống trung liên nhỉ? Và thắng đưa ra quyết định là mình phải có hệ thống trung liên mạnh nhất ở Hà Nội. Chị em ạ? Và thắng bắt đầu tìm hiểu, gặp gỡ những đội ngũ OTG và gặp kết nối những OTG và anh chị em mà nó rất tuyệt vời, nó đến một cách gọi là như một cái lực hấp dẫn anh chị em ha, gọi là NOV xuất chúng đó. Và sau khi ta bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu làm thì bắt đầu OTG toàn cầu mời cô Trần Bích Nga và mời Linh quay trở lại đúng không ạ? Và khi mời như vậy mình may mắn là mình đó mình đã được lên cấp bậc là Ruby rồi và mình được tham gia vào những cái buổi OTG toàn cầu và mình bắt đầu mình xem họ làm hệ thống trung niên như nào. Ok chị em ạ. Và thắng bắt đầu kết nối những người Nu Việt Nam và ODG để hợp tác làm cùng mình. Đó thì may mắn rằng cuối tháng này lại có một buổi workshop để làm sao mình biết rằng cách của đội ngũ truyền thống họ làm mạnh như nào anh chị em ha. Đó. À, như vậy cũng là lực hấp dẫn là ngày càng đến anh chị em ha. Đó, và cái việc của mình ấy, là mình phải tuyển dụng liên tục và tìm những người ấy, mà có nhiều tiền hơn mình và tìm những người có địa vị hơn mình và tìm những người mà họ có năng lực hơn mình họ nằm dưới mình đó anh chị em. Đó là một cái điều mà Thắng muốn chia sẻ với anh chị là ngày hôm nay cuộc sống không như mơ chị em ha, và một cái việc của Yeah. mình là tiến lên đó anh chị em. Đó rồi. Hay quá. À. Thế rồi. Các anh em chúng ta trong quá trình mà chúng ta xem livestream mà chúng ta có những câu hỏi gì với hai vợ chồng Nga Thắng thì chúng ta cùng comment đặt những câu hỏi cho hai vợ chồng các bạn nhé. Còn bây giờ tiếp Yes. tục Nga Thắng chia sẻ tiếp ha. Rồi, ok. Khi mà anh chị có đặt muốn đặt câu hỏi gì cho Thắng và Nga thì anh chị có thể comment phía dưới. Và lát nữa nhờ thầy Linh đọc lại dùm ha. Ok. Ok. Và có những cái sai lầm á, có những sai lầm mà khi mình mắc phải ấy, thực sự là con người thì sẽ không có ai hoàn hảo cả, đúng không chị em? Mình sẽ có lúc nọ lúc kia, và trong cái công việc mình làm ấy thôi, có những lúc mà mình được soi đường chỉ lối chính xác thì làm đúng, nhưng có những lúc mình soi đường chỉ lối chưa chính xác mình làm sai, đúng không chị em ha? Nhưng quan Yes. trọng ai là người dám sửa sai, đúng không chị em? Ai là người dám sửa sai? Đó. Và khi mà mình mắc những cái sai lầm trong cái công việc mình làm á thì lúc trước ấy mình hay có mắc một cái sai lầm như này là cái công việc này mình bán lẻ đúng không chị em ha? Không biết ngày hôm nay hơi động chạm một chút anh chị em về bán lẻ ha. Nhân này chị em mới là thực ra là mình bán lẻ nó rất là happy nhưng Thắng cũng cũng gọi là rất là mất một năm á, là mình hơi bị chủ quan là mình chưa thực sự là mình tìm hiểu về công ty và tìm hiểu về chính sách ấy là mình mất một năm anh chị em ạ. Mất một năm mình dậm chân tại chỗ luôn anh chị em ạ. Mất một năm mình dậm chân tại chỗ. Còn lúc đó gọi là không phải là làm Nuki, nó gọi là ngấp ngoái tại Nuki anh chị em ạ. Ngấp ngoái tại Nuki luôn. Và mình mất một năm để mình chỉ bán lẻ thôi. Và khi mình thấy bán lẻ thì nó như anh chị em ạ. Ở lúc mình năng lượng ấy rất ok. Và những lúc mình mà bị down năng lượng ấy thì mình không biết gặp ai á để mình chia sẻ cả. Nhưng nếu ngày hôm nay anh chị em mình cứ thử nhá, thử đi này. Ngày hôm nay mình có 5 người downline, 5 người downline dưới mình. Anh chị em biết nào mà khi mình down năng lượng ấy, thì mình tự sạc pin anh chị em ạ, mình tự sạc pin để năng lượng mình có. Bởi vì sao? Mình phải có trách nhiệm, mình trách nhiệm với hệ thống mình hơn. Và cách Thắng chỉ anh chị một cách cách có năng lượng ấy, và cách có làm việc một cách trách nhiệm nhất đó là mình phải tuyển dụng. Tuyển dụng anh chị em ạ, mình phải tuyển dụng thì mình mới có năng lượng. Đợi xem ạ. Bởi vì nếu ngày hôm nay mình mà văn phòng không có ai á, mình dậy muộn cũng được. Nhưng nếu văn phòng ngày hôm nay có 5 ông downline của mình rồi, đến rồi. Và mình đưa ra một cái kỷ luật là như nào đây?
ai đến sau 8 giờ 15 đến muộn cả cả là upline downline không quan tâm, upline ra ngoài ăn không biết nhưng vào phát chậm giờ phát là phải đóng tiền rồi, cắt Cảm sinh ơn rồi đấy chị em. À đó, và khi mình làm như vậy ấy, thì mình thấy mình cảm thấy có động lực hơn, có đội nhóm, và khi mình đưa ra kỷ luật như vậy anh em đều xác nhận là mình làm 100%. Và cách anh chị em mình muốn được mình có năng lượng, rồi là mình có về vấn đề mình có năng lượng và mình có kỷ luật bản thân mình ấy, thì mình phải tuyển dụng. Bởi vì khi mình tuyển dụng ấy, mình tự nhiên anh chị em mình tự nhiên là mình có trách nhiệm với cái người cùng hệ thống của mình. Nhưng ngày hôm nay mình không có tuyển dụng á thì mình mắc rất nhiều sai lầm anh chị em ạ. Mình sẽ mắc rất nhiều sai lầm luôn khi mình làm. Nhưng có tuyển dụng ấy thì mình sẽ tuyển dụng nhiều sai mình lại sửa, sai lại sửa anh chị em ạ. Và có năng lượng nhất khi mình tuyển dụng anh chị em ạ. Và mình có rất là câu châm ngôn mình học ở cái gọi là cái câu tâm đắc mình học được bạn Hoàng Nam. Bạn có chia sẻ như này. Cách mình có năng lượng liên tục là mình tuyển dụng liên tục liên tục liên tục thì nó sẽ gọi là không còn cái chỗ để mình tiêu cực nữa anh chị em ạ. Không còn chỗ nào tiêu cực nữa. Bởi vì khi mình tuyển dụng ấy mình phải nói gì? Mình phải nói tốt về công ty đúng không chị em? Mình phải nói tốt về công ty này. Mình phải nói tốt về đội nhóm này và mình phải tốt nói tốt về sản phẩm đúng không chị em? Thì có phải là lúc đó mình tự sạc pin đúng không chị em? Và chính điều đó thôi là mình đang gọi là tự kỷ ám thị ấy. Nhưng thực ra là càng ngày ấy, mình càng hiểu hơn về công ty và càng ngày ấy, mình càng hiểu hơn về hệ thống, và chính điều đó là mình giúp mình có năng lượng và chính điều đó mình có làm sao có một cái động lực để mình sửa những sai lầm anh chị em ạ. Đó, và chắc chắn là trong chị em đây mình làm ấy là Thắng khuyên cho Thành một câu là cách mà mình sửa sai lầm nhất là mình tuyển dụng liên tục thì mình sẽ sửa sai lầm được anh chị em ha. Đó là cái gọi là cái chia sẻ của Thắng về những cái gọi là chia sẻ của anh chị em ha. Cảm ơn nhá. Dạ Ok. nghe chia sẻ thêm cho mọi người nhá. dạ rồi thực sự ra là cái giống như anh Thắng có chia sẻ là cái sai lầm của em với anh Thắng là mất mất 1 năm đầu tiên là chỉ tập trung bán lẻ thôi, có nghĩa là mình bán lẻ mình có lợi nhuận thật thật, có nghĩa có một ngày có những ngày mà em bán lẻ mà lời tới 15 20 triệu luôn cũng có luôn. Nhưng mà có một cái là sau đó ngược lại thì mình thấy một điều rằng mình không có cái thời gian để mà mình rảnh, mình không có cái thời gian để mình tự do, mình cũng không có cái nhiều khi là mình chỉ cắm đầu mình ăn rồi mình sale, mình ăn rồi mình sale, thậm chí là chủ nhật cũng ở nhà sale luôn, không có đi đâu được luôn đó. Và khi mà như thế thì bản thân mình không phát triển được. Và cái người con người mình nó bị tù á, nó bị tù là một chỗ á. Ở đôi khi là nếu như mà nói nhanh hắn nói là hôm nào mà tâm trạng vui chốt đơn rất ok còn hôm nào mà bị đau một cái là Chưa hôm luôn. đấy gọi như là chốt đơn ok, thậm chí không thèm chốt luôn, có khách không thèm chốt luôn đó, bỏ luôn qua bên luôn. Và hơn nữa là khi mà mình làm hệ thống á, thì một cái nữa là mình khi mà mình đi ra ngoài mình tiếp xúc mối quan hệ thì tất cả những cái kỹ năng của mình đều lên đó, tất cả những kỹ năng đều lên từ cái kỹ năng mình giao tiếp, mình tự tin đó. Giống như là các bạn downline ở văn phòng em á, các bạn kêu là không có tự tin rồi em cho đi ra ngoài, đi đi ra ngoài tiếp xúc, đi ra công viên chào hỏi đi, các bạn cũng chào, các bạn cũng hỏi, các bạn cũng nói hết á. Cho nên là các bạn chỉ đi thực tế có 2 ngày thôi, các bạn về các bạn bảo là cái khả năng tự tin của mình cao lên và mình dám gọi điện video call với khách hàng rồi đó. Và cho nên là ở ở Nu Skin mình có một cái, nếu như mình chỉ bán lẻ để mà mình lên cấp bậc là executive đi ha, mình chỉ bán lẻ và mình để giữ doanh số, nếu như ngày năm 2018 là chỉ cần 3K thôi là mình có thể là có cái hoa hồng rồi, khoảng 15 16 triệu rồi, mình thấy là ngon rồi. Nhưng mà với năm nay thì khoảng 4.000 đảm 4.000 điểm là mình thấy là cũng ok rồi. Nhưng mà nếu mình cứ bán lẻ suốt đời thì giống như là mình cũng như là một người đi làm công ăn thuê, ngày hôm nay mình Cố bán lẻ, chủ. mình bán thì mình góp tiền, mà mình không bán thì mình không có tiền. Và nếu như mình không giữ được 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 doanh số của mình á thì mình gãy đó, thì mình lại bắt đầu lại từ đầu, từ con số không. Nhưng mà khi mà mình tuyển dụng như vậy thì tự dưng hệ thống mình nở ra, và cái tiền hệ thống, cái tiền mang lại cho mình và cái thời gian tự do hơn, chủ động hơn á thì mình mới có được. Và giống như là khi mà đi học những cái buổi và được đi dự những cái sự kiện của công ty á, thì có những cái người lãnh đạo của họ là người rất thành công và họ chia sẻ là cái mà số tiền bạn nhận được là dựa trên những cái con số người mà bạn giúp đỡ được họ đó. Thì cho nên là mình thấy một điều là ngày hôm nay mình có thể mình bán lẻ 50, 70, 100, thậm chí 100 triệu một tháng mình cũng bán lẻ được rồi. Nhưng mà mình thấy quay ngược lại là mình bị tù ở một góc. Cho nên là chỉ có đi tuyển dụng thì
bản thân mình nó mới phát triển được, và mình mới giúp cho được nhiều người, và khi đấy mình mới hiểu được hết cái giá trị của Nuskin. Và cái câu khẩu hiệu của Nuskin là những con người làm vì những điều tốt đẹp. Thế cho nên là chính điều đó mình phải đi ra ngoài để mình tuyển dụng để mình có thể chuyển đổi được nhiều hơn những cái cuộc sống của những người kia. Họ đang cần, rất là cần những cái cơ hội, và họ đang tìm kiếm một cơ hội, họ đang muốn có một cái gì đó để họ thay đổi cuộc sống, thì mình sẽ là người cho họ những điều đó. Nó thì nó, cho nên là cái giá trị ở Nu Skin đọng lại là, và các bạn để ý xem khi mà đi đi dự những cái buổi sự kiện của công ty á, thì giống như những cái công ty về tài chính hay những cái công ty gọi là bán hàng trực tiếp hay công ty đa cấp bình thường đi, họ sẽ nói về tiền nhiều hơn, họ sẽ nói rất là nhiều về tiền để họ hút người vô, bởi vì con người ta hay lòng tham vì tiền, đúng không ạ? Nhưng mà ở Nu Skin thì em thấy một điều là khi mà họ tổ chức những buổi sự kiện, họ luôn nói về cái giá trị ở Nu Skin trao đi là cái gì. Cho nên là em thấy một điều là chỉ có giá trị trao đi và cái lòng giúp đỡ và cho đi đối với người khác thì nó mới lâu bền được. Và chính vì điều đó cho nên mình thấy là cái tầm nhìn của Nu Skin là Nu Skin sẽ trường tồn mãi. Cho nên là lựa chọn Nu Skin là một cái điểm đến cuối cùng của em với cả là anh Thắng, yeah, để mà tập trung làm 100% và để mà giúp cho nhiều người họ có thể chuyển đổi cuộc sống hơn đó. Thì cho nên là cái sai lầm lớn nhất là mình đừng có nhìn thấy cái lợi nhuận trước mắt, mình đừng có thấy là mình bán lại ok ngon rồi mình bán ngày nào cũng có tiền, ngày nào cũng có củ hay củ chẳng hạn đi. Nhiều khi ngày có 10 triệu 15 triệu là sướng rồi, đi ăn tiêu hết xong lại quay về cày tiếp. Là như vậy bản thân mình không phát triển được, cho nên chỉ có tuyển dụng hệ thống và mình giúp đỡ cho nhiều người cùng làm được như mình thì khi đó mới thực sự là thành công của Nu Skin đó. Yes. Thì đó là những cái mà em muốn chia sẻ thêm với cả nhà. Hay quá. Rồi thì không biết là mọi người có câu hỏi gì thì mọi người comment ở dưới ha. À, khi mà nghe câu chuyện của hai vợ chồng bọn em ấy, thì anh nhớ là những cái ngày đầu tiên khi mà anh làm ấy, thì thực ra là mình đưa ra cái mô hình về bán lẻ để cho có lãi, đó là mục đích là cái hệ thống có, là bởi vì mình anh vô á, anh thấy Nu Skin là gì, cái để mà chúng ta có doanh số tối thiểu đó là phải có 3.000, đúng không, 3.000 điểm mỗi tháng nó khoảng tầm 100 triệu. Vậy thì nếu mà bây giờ mình vừa bán lẻ, mình vừa có là mình vừa tuyển dụng á, mà để ra doanh số như vậy thì nó là căng. Thì như vậy thì anh mới tạo ra cái mô hình là bán lẻ là có nhân viên, có nhân viên thì họ để họ cân cho mình là cái mô hình về cái doanh số 3.000. Cái thứ hai nữa là mình tạo ra một cái mô hình đó là có lãi 100 triệu 100 triệu một tháng, thì như vậy là sản phẩm nó được chạm tay tới người tiêu dùng, thì lúc đó nó tạo ra một hệ thống bền vững. Nhưng cái mà lớn nhất của mình nó không phải đến từ việc mà lợi nhuận bán lẻ, dù thời điểm đó cái những cái tháng đầu tiên á, anh bán một tháng là lời cả 400-500 triệu một tháng, bởi vì một ngày anh bán cả 200 cái đơn hàng, chứ không phải là chỉ có 5 đơn hay là 10 đơn. Mình bán tốc độ rất nhiều, nhưng lúc đó anh vẫn xác định một cái điều rằng đó là mình cần phải xây dựng ra một hệ thống về kinh doanh. Bởi vì nếu mà mình bán lẻ, mình không thể có sức mà để mà mình bán cả cuộc đời của mình được. Tức là không thể cả đời của mình mà cày đi bán hàng mình kiếm tiền như vậy được. Mà mình cần phải xây dựng ra một cái hệ thống về kinh doanh, để sau này là dù có mặt mình hay không có mặt mình thì nó vẫn tạo ra cái doanh số, vẫn tạo ra cái lợi nhuận. Và cái quan trọng hơn đó là một, thông qua cái này mình chốt được cái điều gì nó khiến mình quyết định mình chọn Nu Skin mà không phải là cái khác. Nếu chỉ đơn thuần là vì tiền á, thì mình có thể nhập rất nhiều sản phẩm khác, rất nhiều công ty khác. Nhưng cái công việc của kinh doanh Nu Skin thông qua cái phương tiện này thì mình có thể giúp cho nhiều người họ thay đổi cuộc sống và họ trở nên thành công hơn, họ trở nên hạnh phúc hơn và có một cái bánh xe cuộc đời trở nên nó tròn trịa hơn. Và đó là lý do mình quyết định mình làm ở đây. Nên là mình tạo ra cái mô hình bán lẻ bởi vì có những anh em và vào thời gian đầu tiên họ không phải là họ xây dựng hệ thống được, bởi vì xây dựng hệ thống nó cần ra một cái hệ thống, cần một cái kỹ năng về lãnh đạo, cần một cái giai đoạn để người ta rèn luyện và phát triển. Thì mình tạo ra cái mô hình bán lẻ để giúp cho người ta có tiền trong ngắn hạn, có là người ta có tiền trước đã, rồi trong quá trình đó người ta học tập, người ta phát triển, người ta đi sự kiện để người ta hoàn thiện mình theo thời gian từng tháng, thì người ta vẫn có ra một cái lợi nhuận, đó là một tháng 100 triệu từ bán lẻ, thì tâm thái họ cũng thoải mái hơn và lúc đó họ có tiền để đi sự kiện, rồi người ta cũng có tiền để đi học, rồi người ta có thời gian để hoàn thiện và phát triển bản thân mình dần dần. Nhưng cái quan trọng đó là phải bên cạnh việc bán lẻ, đó là mình phải dành là thời gian và mình phát triển về hệ thống. Bởi vì khi mà mình làm việc với con người đấy thì con người mình đó, chúng ta sẽ hoàn thiện hơn, chúng ta sẽ phát triển hơn. Và đặc biệt đó là cái hạnh phúc lớn nhất của một đời người đó, đó là khi mình nhìn thấy những người mà mình giúp đỡ họ trở nên thành công hơn, họ hạnh phúc hơn. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày mà cái điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất đó là thấy mọi người có cái cuộc sống nó tốt hơn này, rồi kiếm tiền nhiều hơn này, rồi gia đình hạnh phúc hơn, rồi mọi thứ nó tốt hơn. Đặc biệt là trong những chuyến như Tokyo vừa rồi đó, thấy mọi người đưa được bố mẹ đi du lịch Tokyo, hay là sắp tới đây đó là đi Moscow, thì cái cảm giác mà mình thấy là bố mẹ của bạn là ở quê lần đầu tiên, được đi máy bay lần đầu tiên, đến đi ra nước ngoài, và cái cảm giác đó rất là hạnh phúc. Mà cảm giác đó mình không thể nào nó có thể diễn tả
được bằng cái bằng lời được, bởi vì đó là một cái cảm giác nó rất là hạnh phúc, và đó chính là cái ý nghĩa lớn nhất khi mà mình làm ở cái công việc kinh doanh này. Nên là bên cạnh cái việc mà chúng ta bán lẻ đó thì chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta hoàn thiện và phát triển và chúng ta xây dựng ra một cái hệ thống về kinh doanh, thì lúc đó chúng ta mới làm bánh xe cuộc đời chúng ta trở nên tròn và trở nên nó ý nghĩa hơn đó. Yes. Cái mục đích của anh làm bán lẻ là như thế, nhưng có lẽ là sau đó qua đời này của đời kia rồi truyền nó bị thất truyền mất. Tao sao thất bại. Okay, là các bạn thấy những cái người mà làm với trực tiếp với anh thì họ luôn cân đều là giữa bán lẻ và hệ thống, bán lẻ và hệ thống, hai cái nó phải song song đều lên, và lúc đó con người chúng ta ngày càng hoàn thiện và chúng ta phát triển nhiều hơn. Đấy. Rồi tiếp tục mời hai em chia sẻ. Có một bạn hỏi này là hai anh chị bắt đầu làm công việc này phối hợp làm việc với nhau như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ? Rồi, ok. Cảm ơn câu hỏi của cảm ơn anh Linh ha. Cảm ơn câu hỏi của bạn Đoàn. Thực ra là cái này là mình học anh Linh này. Cách mình làm việc này là mình học anh Linh này. Đó là mình ấy, trong cái cuốn sách ấy, gọi là cuốn sách gọi là xây dựng đội nhóm kinh doanh thành công, thì nó sẽ có một cái chỗ đoạn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Hello, xin chào tất cả anh chị em nhé. Rất là xin lỗi, không biết là mạng ở bên nào nó bị rớt, nên là chúng ta sẽ vào lại ở đây ạ. Chúng ta sẽ vào lại ở đây. Rồi, rất xin lỗi anh chị em một chút xíu có trục trặc về kỹ thuật. Chúng ta cùng vào xem live lại nhé các bạn. Rồi. Hello chị Hương Giang. Rồi. Rồi. Chúng ta đã vào lại được rồi các bạn. Ok. Chúng ta bị rớt mạng. Rất xin lỗi tất cả anh chị em một chút. Chúng ta tiếp tục tiếp tục câu chuyện tiếp đi. Rồi, cảm ơn anh Linh. Chắc là chia sẻ mãnh liệt quá nên là mạng rớt một xíu, không sao cả anh chị em ạ. Thì Thắng đang chia sẻ với anh chị em là cách mình làm với một cái người để làm sao hiệu quả nhất với cái người đồng đội của mình, hoặc là người vợ của mình, hay là người thân của mình ấy, là mình hãy phát huy cái điểm mạnh của người ta. Và người ta, con người ta thường thích làm với những cái điểm mạnh hơn là so với khắc phục những điểm yếu anh chị em ạ. Bởi vì nếu quảng cáo không tốt thì hãy làm việc với những người quảng cáo giỏi anh chị em ha. Những người nếu mình sale không tốt thì hãy kết hợp với những người sale giỏi đó không ạ. Mình đừng lên mình khắc phục những nhược điểm mình quá, đừng nên tập trung vào cái nhược điểm mình, mà mình hãy tập trung vào cái điểm mạnh của người khác để mình làm việc anh chị em ha. Đó là cách mà làm việc của Thắng. Bởi vì văn phòng của Thắng ấy, có một bạn rất là thích về vấn đề hệ thống ấy, thì không thể mình bảo là ô em ơi ngồi đây sale không được đúng không anh chị em, mà mình bảo ơ em đi hệ thống đi, làm mạnh hệ thống đi, anh sẽ là người support, người hỗ trợ em đi làm về hệ thống, có vấn đề gì cứ bảo anh. Và khi như vậy họ sẽ ok hơn đúng không anh chị em ha. Đó thì đấy là cái câu hỏi mà Thắng giải đáp với bạn Đoàn. Thì có những câu hỏi gì anh chị có thể comment phía dưới để mình cùng giải đáp với nhau được không ạ? Yes. Các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta đặt lại vào ở đây nhé. Bởi vì lúc nãy cái đoạn live kia nó bị đứt ngang giữa chừng đó, nên là không ấy được. Có những câu hỏi mà anh có gửi cho em đấy thì em cùng xem rồi trả lời cho các bạn Thắng nhé. Vâng, em trả lời hết rồi anh ạ. Hết rồi. Ok. Vậy thì cái mà một câu hỏi mà anh muốn dành cho em á, là khi mà mình xây dựng đội nhóm ấy, thì cách mà em đào tạo hay là huấn luyện cho cái team bán lẻ hay là dành cho những cái người mới, khi mà em gọi là em dẫn dắt một cái team những người mới ấy, thì cái cách mà em làm việc với họ như thế nào? Ok anh, cảm ơn câu hỏi anh Linh. Câu hỏi này
Hay quá. Dạ. Thực ra là nếu mình tuyển dụng mình sẽ phân tầng đấy chị em ạ, mình phân tầng nha. Ví dụ như là mình tiếp tiếp hệ thống là trẻ tuổi, thì mình phải có một cái form, một cái quy trình, nó gọi là một quy trình khép kín, là từ A đến Á luôn chị em ha. Tăng hay trêu như vậy là quy trình phải khép kín từ A đến Á luôn, và quy trình đó nó phù hợp với đứa tuổi là trẻ tuổi. Và nếu mà đối tượng của mình là thế hệ trung niên thì mình phải có một cái quy trình dành cho thế hệ trung niên anh chị em ha. Thì ngày hôm nay Thắng sẽ nói sâu hơn về quy trình dành cho cái thế hệ trẻ anh chị em ha. Thì anh chị em hãy khi mình làm á thì như thầy Alan nói rồi là mình phải tuyển dụng thật nhiều và mình sàng lọc anh chị em ạ. Thì cái đầu tiên ấy là mình phải sàng lọc cho họ, mình phổ biến ngay là cái văn hóa của mình. Đó, để họ biết được cái văn hóa của mình làm việc như sao. Cái Việt Nam của mình ấy, thắng được Mỹ này, thắng được đất nước Pháp ấy, là không phải là do Việt Nam mình quá là có công cụ đâu, bởi vì họ có súng ống, mình có toàn có dao kéo anh chị em ạ. Thì cái mà Việt Nam thắng được ấy nó là văn hóa anh chị em ạ. Cái văn hóa, và văn hóa là văn hóa đoàn kết anh chị em ạ, văn hóa đoàn kết Việt Nam thắng được. Đó, là như vậy. Thì khi mà mình làm với cái đội nhóm là mình thấy cái văn hóa của team DMNB rất là happy, là cái đầu tiên mà mình ấn tượng đó là văn hóa là tinh thần chính trực. Ngay bản thân một cái người là mà người mới ấy, họ vào họ muốn làm với mình ấy, thì mình xem là cái người này họ có kết bạn với đội nhóm của DMNB không, và nếu có ấy, thì mình hỏi luôn là em đã có mã số chưa, và nếu có mã số rồi anh sẽ không làm việc, hoặc anh chỉ giúp em ở trên cương vị là đau sideline với nhau thôi. Còn nếu mà em là chưa có mã số thì em phải đầu tiên là phải ký mã số dưới anh, và khi ký mã số rồi Thắng bắt đầu làm việc chị em ạ. Và phổ biến ngay lập tức là cái văn hóa của team DMNB và văn hóa của team mình để họ hiểu rằng ở đây họ phải làm những cái gì đấy chị em ha. Cách ngày mới đầu tiên mình phải phổ biến được cái văn hóa cho họ để họ biết đến đây họ phải làm cái gì, chứ không phải đến thích đến thì đến, thích đi đuổi đi, đúng không anh chị em ha. Và mình không phải là một cái nơi để chứa ai cả, mà một nơi để cho họ một cái cơ hội, đúng không chị em ha. Một cái cơ hội thì họ phải đến, họ phải trân trọng thì mình mới cho, đúng không chị em ha. Ta hay nói đùa với nhau như này là cái cơ hội này là không phải ai cũng cho đâu, ai thực sự muốn, ai thực sự khao khát mới cho anh chị em ạ. Chứ ngày hôm nay để mà có người như các chị em ạ, có người rất là dễ, rất là dễ. Nhưng quan trọng là người đó không biết họ có làm được hay không, nhưng họ vào với mình đâm ra mình mang tiếng, đúng không chị em ạ. Cái quan trọng nhất là mình với một tinh thần là mình phải phổ cập được họ cái văn hóa. Còn Thắng với làm cách mà thế hệ trẻ tuổi ấy, thì anh chị hãy lên làm một cái quy trình, hãy lên làm một cái quy trình làm sao nó khép kín ấy. Ví dụ anh Lê Chí Linh ấy, anh có một cái quy trình đó là một người mới vào ấy học quảng cáo ra sao, thì mình phải có một cái quy trình làm sao nó đơn giản anh chị em ạ. Một rất đơn giản thôi, rất đơn giản là quy trình học ad ra sao, học sale ra sao. Thì mình hãy phân bổ cái quy trình đó cho từng thành viên trong nhóm mình, ai giỏi về quảng cáo thì hãy đưa cái quy trình đó cho cái người họ quảng cáo ấy, họ giỏi họ set up ra và mình control lại, mình kiểm soát lại anh chị em ha. Và khi mình kiểm soát lại như vậy mình xem mình tối ưu lại cho họ nó ok không. Và mỗi lần một người học viên đến ấy, thì mình hãy cho gặp là ngày hôm nay học về quảng cáo thì gặp anh này anh kia. Và sau khi học xong rồi mình test họ, mình phải test là ông em học những cái gì, học ra sao, cho xem video mọi thứ. Sau khi mình test rồi, nếu mình cảm thấy rằng cái người này này họ tập trung vào làm, mà nếu họ tập trung làm ấy học tiếp đi em. Vẫn học tiếp, vẫn học tiếp đi. Và khi họ qua đã qua được cái ngưỡng là gì, viết content quảng cáo rồi, thì mình bỏ hôm nay quảng cáo xong rồi thì bắt đầu học về sale đúng không ạ. Ok, mình bắt đầu cho chuyển qua cho người người sale. Thì khi mình lại test tiếp tục là học sale, mình khoảng tầm cho khoảng một ngày đi, thì bắt đầu họ mình cho họ học một quy trình em phải học những cái gì, sản phẩm ra sao, rồi quy trình sale như nào. Họ học mình bắt đầu lại ngồi lại với họ là khoảng tầm 10 5 đến 10 phút là mình test họ. Nếu họ cái bài ngày hôm nay họ học ấy tập trung ấy, họ sẽ giải, họ sẽ thuyết trình cho mình một cái review, đúng không chị em, là một cái review. Và khi mà họ review ok rồi, thấy thằng này là làm thấy gọi là bạn này là gọi gì đây, thấy nó tập trung và thấy có kỹ năng để chốt sản phẩm rồi thì mình mới cho sale. Còn nếu cho sale nhá, vẫn học tiếp, vẫn học tiếp. Vẫn học tiếp anh chị em ạ. Vẫn học tiếp mặc dù quảng cáo vẫn ra, nhưng kệ, phải học sale đi.
cho nó sót tiền đi chị em ạ. Và khi sót tiền rồi ấy là bắt đầu người ta bắt đầu tập trung nhiều hơn để chị em tập trung nhiều hơn đó, tập trung nhiều hơn để chị em ạ. Đó, và khi mà sale rồi và xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook như nào, bắt đầu lại gặp bạn xây dựng thương hiệu nhân Facebook và bạn ấy lại chỉ cho lại code và mình sẽ là người gọi là kiểm soát chị em ạ, hay là mình là người gọi là theo dõi cùng với cái người đó để làm, chứ không mình không phải để trách nhiệm với chị em ạ. Mình theo dõi liên tục để mình sao mình giúp người mới trong vòng khoảng tầm từ 3 ngày đến 1 tuần là họ đã phải làm được rồi anh chị em ha. Và anh chị hãy lên làm trong một cái quy trình cho team của mình để làm sao một cách đơn giản nhất để mình làm chị em ha. Thắng muốn chia sẻ cái câu trả lời của anh Lee đi. Dạ. Hay quá. Có một bạn Hồ Thị Kim Oanh hỏi này, cho em hỏi là như văn hóa đội nhóm mình không xây dựng từ lúc đầu thì bây giờ mình đưa vào bằng cách nào để mọi người tiếp nhận ạ? Cảm ơn anh. Câu này là phải hỏi upline của chị Hồ Thị Kim Oanh. Đó. Ok. Thực ra là chia sẻ với chị Hồ Thị Kim Oanh như này là thực ra là khi mình làm á thì mình lên có văn hóa, và nếu mình chưa có văn hóa thì mình hãy gặp cái người upline của mình á. Để mình hoặc là gặp anh Lê Chí Linh để anh có thể xem cho mình một cái bản về cái văn hóa của mình để mình nắm rõ cuộc chơi. Bởi vì mỗi một sân chơi là mình phải nắm rõ cuộc chơi thì mình chơi mới thắng được anh chị em ạ. Ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay Nuskin, ngày hôm nay bạn đạt được là 1999 điểm thì vẫn là rớt và vẫn không được hoa hồng, đúng không anh chị em ạ? Nhưng nếu ngày hôm nay mình đạt là 2000 là đã được có hoa hồng rồi. Là như vậy. Thế thì mỗi cuộc chơi mình cũng họ được. Ví dụ ngày hôm nay mình đi cày đúng không ạ? Thì con trâu mình họ được, nhưng đã làm kinh doanh nên mình phải nắm rõ cuộc chơi để mình chơi làm sao thắng chị em ha. Đó, và với thắng như này, nếu mà mình điều không điều gì quá muộn cả, không điều gì quá muộn cả, và văn hóa thì mình không phải để sát phạt hay là để mình áp đặt cho nhau, mà văn hóa làm là mình làm ở lúc là mình thoải mái nhất, anh em thoải mái nhất đó ạ. Hãy đưa ra văn hóa lúc anh em mình thoải mái nhất. Và đặc biệt hơn nữa là hãy văn hóa là hãy nên đặt câu hỏi là có lên hay không lên, chứ mình không phải đưa ra văn hóa là bạn phải làm như này cái kia, không, đó là áp đặt anh chị em ha. Là mình đưa văn hóa trên một tinh thần là ai cũng làm và làm với một tinh thần là trách nhiệm anh chị em ạ. Ví dụ ngày hôm nay Nga thắng thôi, đã nữa đâu là cái người leader đưa ra văn hóa ngày hôm nay mình đến muộn mình chịu phạt thôi. Và khi chịu phạt thì vẫn phải tươi chị em ha, phạt tiền là phải tươi. Chứ ngày hôm nay không phải là mặt mình khó chịu mình phạt đâu, không ạ, mình phải chính trực, mình phải làm gương thì anh em mới làm gương được. Bởi vì ngày hôm nay nếu cái sợi dây chị em ạ, nếu sợi dây buộc viên đá vào ấy, nếu cái sợi dây đó nó chỉ có là khoảng 1 mét thôi và mình vung á thì mình kiểm soát được. Và tốc độ mình có thể là chậm nó vẫn quay được, đúng không anh chị em ha. Nhưng ngày hôm nay nếu cái dây đó nó dài khoảng 2 mét và 3 mét thì tốc độ mình quay, đúng không anh chị em ha, nó phải nhanh hơn, nó phải nhanh hơn, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay nếu thôi mình phải làm những cái ban đầu là cái gốc ấy nó phải chặt chẽ đó, thì khi mình cái thị trường mình nở ra, con số mình nở ra, bởi vì lúc nào thắng nghĩ rằng là thắng có 1000 team lead cơ. Mỗi tối mình 1000 team lead cơ. Chứ không phải ngày hôm nay mình một hệ thống mình một vài người để mình áp đặt nhau cả, mà mình phải mình phải làm sao làm những từ những đội nhóm nhỏ mình thôi mình làm thiết chặt, và khi nở ra thì mình kiểm soát được anh chị em ha. Đó, và mình nếu mình chưa làm thì mình phải làm ngay, mình chưa làm mình phải làm ngay, không gì là quá muộn cả. Chị Oanh ha. Ok. Ở đây thì anh có thêm một cái chia sẻ thêm, bổ sung thêm ấy, để cho chúng ta có thể tham khảo về cái cách nếu mà đội nhóm chúng ta xây dựng mà chưa có văn hóa, tức là chúng ta không xây dựng văn hóa ngay từ đầu, thì bây giờ làm thế nào để chúng ta đưa được cái văn hóa vào đội nhóm của mình. Thì đây là một cái câu hỏi mà khá là nhiều người khi mà gặp anh thì người ta hay hỏi về cái đó, bởi vì khá là nhiều doanh nghiệp người ta chưa có văn hóa ngay từ đầu khi mà người ta triển khai. Thực ra một cái văn hóa nó tốt nhất đó là khi chúng ta chỉ có một mình là chúng ta bắt đầu phải làm hình thành văn hóa ngay từ đầu rồi. Thì ví dụ trong trường hợp mà người ta chưa có văn hóa đấy, chưa đội nhóm mình chưa có, thì mình bằng cách này, mình ngồi lại với cái core leader của mình, hoặc là mình ngồi lại với những cái anh em ấy mà cam kết làm với nhau, thì chúng ta đặt cái câu hỏi đầu tiên đó là bây giờ chúng ta ở đây cùng với nhau, chúng ta đang làm việc cùng với nhau ở đây đấy,
đồng hành với nhau ở đây là vì cái điều gì? Và chúng ta muốn xây dựng nên một cái điều gì? Đúng không? Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, khi mà chúng ta trả lời được câu hỏi đầu tiên này, câu hỏi thứ hai chúng ta sẽ hỏi tiếp đó là gì? Vậy thì bây giờ để làm được điều đó thì chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc ứng xử như thế nào? Là những cái quy tắc mà chúng ta làm việc với nhau ra sao? Chúng ta sẽ, bởi vì mỗi người ở đây chúng ta đều có một cái tính cách, đều có một cái cá tính riêng, và chúng ta tôn trọng cái tính cách và cá tính đó. Vậy thì chúng ta cần có một cái văn hóa, những cái quy tắc để chúng ta làm việc chung với nhau. Đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ dựa trên những điều gì đây? Thì chúng ta có thể, chúng ta muốn làm việc cụ thể hơn, đó là chúng ta muốn làm việc trong một cái môi trường như thế nào? Thì bây giờ tất cả anh em chúng ta cùng đưa ra cái ý kiến. Yes. Đúng không? Mọi người muốn làm việc trong môi trường như thế nào? Rồi chúng ta bắt đầu có thể đưa ra những cái gợi ý dần dần. Chúng ta có muốn là một cái môi trường làm việc ai thích đến giờ nào đến mà ai thích đi giờ nào đi, đúng không? Chúng ta nếu mà không muốn như vậy, vậy thì bây giờ quy tắc đầu tiên đó là chúng ta đúng giờ. Vậy thì đúng giờ tức là đã trễ thì chúng ta dẫn dắt từng cái một. Vậy thì đúng giờ thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng là đúng giờ trong những cái trường hợp nào? Yes. Trong trường hợp nào chúng ta buộc phải luôn đúng giờ? Yes. Ví dụ như trong những cái lớp học hay là trong những cái buổi họp, đó là chúng ta luôn phải đến trước giờ. Và vì sao chúng ta phải đến trước giờ? Chúng ta luôn phải có giải thích và chúng ta chọn điều đó thì phải vì sao là chúng ta chọn điều đó. Yes. Và điều đó thì áp dụng ở trong trường hợp nào? Rồi, trong trường hợp đó, vậy thì nếu trong trường hợp người ta đến trễ giờ thì sao? Trong trường hợp người ta đến trễ giờ thì sao? Chúng ta sẽ thống nhất hình phạt đó là gì? 100, 200, 300, 500 hay là 1 triệu. Chúng ta đưa ra mức phạt nào, chúng ta cùng thảo luận với nhau và chúng ta thống nhất chọn ra một cái. Yes. Và khi mà chúng ta đã thống nhất với nhau điều đó rồi, chúng ta ký với nhau cái đó. Vậy thì ở đây chúng ta đã hiểu rõ về điều này và chúng ta thống nhất về điều này. Và sau đó chúng ta ban hành bằng văn bản. Rồi sau đó chúng ta còn làm video. Ví dụ như cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng tập 1 đó chính là một cái về, anh nói về văn hóa đúng không? Yeah. Nếu mà bạn nào mà chúng ta đọc cái cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng tập 1 đó, thì đó chính xác là một cái cuốn nói về văn hóa của một đội ngũ. Và đó chính là văn hóa của DMSP. Yes. Nó nằm ở chỗ đó là cái cuốn tập 1. Đúng không? Thì cái những ngày đầu tiên khi mà bọn anh làm á, thì đã cùng với nhau ngồi xuống là mình muốn xây dựng ra một cái tổ chức như thế nào, một cái văn hóa ra sao. Đúng không? Và tại sao chúng ta phải làm cái điều đó? Thì mình làm rất rõ về cái đó. Bên cạnh đó, đó thì mình còn làm thêm đó là một cái video nói về văn hóa nữa. Tức là chúng ta đã ra được cái bộ quy tắc về văn hóa rồi, thì chúng ta phải dùng mọi cái phương tiện để chúng ta truyền bá về văn hóa đó. Ví dụ như chúng ta phải dùng bằng sách này, chúng ta dùng bằng cái đó là video này, rồi thông qua những cái bài giảng, thông qua những cái tình huống thực tế, thì chúng ta mới lấy cái văn hóa đó để ra chúng ta nói chuyện, chúng ta truyền dạy, chúng ta chia sẻ với nhau, và chúng ta luôn nói về cái văn hóa và ý nghĩa của cái văn hóa đó là với mục đích để chúng ta trở nên tốt hơn. Cái văn hóa là để, không phải là văn hóa đưa ra để sát phạt nhau, mà văn hóa là để cho chúng ta trở nên yes. tốt hơn. Thì có phải là cái việc mà chúng ta đi đúng giờ đó còn giúp cho mỗi thành viên ở trong đội nhóm chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn, chúng ta trở nên nó tốt hơn hay không? Nếu điều đó tốt hơn, chúng ta đưa vô, chúng ta xài. Vậy thì chúng ta sẽ chọn lọc ra khoảng tầm 10, tối đa là 10 điều thôi, chứ chúng ta không nên là nhiều. Wow. Bởi vì nhiều quá chúng ta không có áp dụng được. Chúng ta nên 10 điều trở lại thì nó nằm trong dễ tầm, đó là chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể nhớ và chúng ta có thể thực hành yes. được và chúng ta ứng dụng nó. Hoặc là đôi lúc chúng ta chỉ cần 3 điều thôi, nhưng 3 điều đó chúng ta ứng dụng được thì nó vẫn tốt hơn là chúng ta nhiều điều. Yes. Chính xác ạ. Đúng không? Yeah. Rồi. Rồi văn hóa, ví dụ như về văn hóa về chính trực thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao chúng ta phải chính trực? Đúng không? Bây giờ cái mục tiêu chúng ta là muốn tạo ra 1.000 team lead Platinum 4 star. Có là một cái đội nhóm nó rất lớn như vậy mà chúng ta không có sự chính trực đấy. Người này lấy của người kia thì khi người upline mà có thể lấy người của nhóm khác được ấy, thì downline của cái downline của mình bên dưới họ cũng lấy người của nhau. Và lúc đó chúng ta xử phạt họ, nói là ông cũng lấy người của người khác mà lấy thì làm sao mà ông nói tôi được. Đúng không? Thì lúc đó nó sẽ bắt đầu cái đội nhóm nó sẽ hỗn loạn lên hết. Khi mà chỉ có 5 người, 10 người thì không sao, nhưng khi lên đến cả hàng ngàn con người, hàng trăm ngàn con người thì lúc đó vấn đề nó rất yes. lớn. Và lúc đó nó sẽ tan nát hết. Vậy thì cái môi trường, cái tổ chức mà chúng ta xây dựng lên nó giống như ở lên lâu đài trên cát, sóng biển thổi một cái là nó dập tan luôn. Coi như chúng ta bao nhiêu công sức mà chúng ta xây dựng lên mà chúng ta cuối cùng không kiểm soát được, nó thành một cái mỡ hỗn độn. Đấy. Tại sao chúng ta đến Singapore người ta lại quản lý được tốt như vậy, đến Nhật Bản người ta quản lý tốt được như vậy? Bởi vì người ta đã xây dựng nền tảng về văn hóa. Đấy. Và chúng ta tôn vinh cái văn hóa đó. Đúng không ạ? Rồi, vậy thì khi trường hợp mà chúng ta gặp vấn đề, một người vi phạm cái đó thì chúng ta sẽ xử lý ra sao? Chúng ta sẽ nói chuyện như thế nào? Chúng ta sẽ làm việc như thế nào?
thì chúng ta sẽ đưa ra những cái tình huống với điều đó xảy ra thì chúng ta xử lý ra sao, phạt ra sao thì chúng ta cần phải nói ra. Thậm chí chúng ta cũng nói trước luôn, đó là chúng ta đến với nhau rất là vui vẻ, vậy thì chúng ta chia tay nhau chúng ta cũng cần phải vui vẻ. Vậy thì trước khi chia tay thì chúng ta cần phải làm việc về những ý gì, chúng ta phải giải quyết. Có phải chúng ta làm phải tính đến là bởi vì mỗi người có những giấc mơ, có thể đầu tiên chúng ta rất hào hứng với nhau nhưng mai mốt mỗi người có một giấc mơ, mỗi người có một cái định hướng, mỗi người có một con đường. Vậy thì trong trường hợp chúng ta không làm việc được với nhau nữa thì chúng ta sẽ chia tay với nhau như thế nào đây? Chính xác. Hay là về văn hóa là bắt đầu bằng sự quan tâm, kết thúc bằng lòng biết ơn. Tức là đến với nhau, cái đầu tiên đó là chúng ta phải quan tâm về cái giấc mơ của người đó, cái mong muốn của người đó, vấn đề của cái người mà làm việc với mình. Họ có những cái vấn đề gì, họ có những giấc mơ gì, họ có những mong muốn gì, gia đình người ta đang gặp vấn đề gì, để mình tập trung cho họ đạt được cái mục tiêu đầu tiên và người ta giải quyết được vấn đề ở trong gia đình của họ đã, người ta giải quyết được vấn đề về tài chính của họ đã. Tức là mình cần phải hiểu họ đang cần gì, họ đang muốn gì. Đó là mình bắt đầu bằng cái sự quan tâm. Nhưng nếu mà trong trường hợp không làm việc được với nhau nữa thì dù bất kỳ một lý do gì thì chúng ta cũng phải cần phải thể hiện cái lòng biết ơn. Chúng ta nói về những điều biết ơn là chúng ta hay làm về cái thiền biết ơn vào buổi sáng ấy, hay là buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta cần phải biết ơn về tất cả mọi thứ. Vậy thì cái người đó đã đến đây, kể cả chúng ta kết thúc nó không được tốt đẹp thì chúng ta cũng cần để cái lòng biết ơn với họ đó gì. Bởi vì họ đến, ít nhất họ đã có một thời gian, họ đã làm việc cùng với mình, họ đã cống hiến cùng với mình, họ đã tạo ra những cái nguồn thu nhập cho mình, họ đã tạo ra những cái khách hàng cho mình. Và ít nhất đó là họ đã trao đến cho mình những cái bài học. Bài học thành công hay là bài học thất bại thì nó cũng đều mang đến cho mình những bài học. Vậy thì đó là văn hóa đến với nhau bằng sự quan tâm và kết thúc bằng lòng biết ơn. Thì chúng ta cần phải đưa ra những cái chúng ta muốn trong một cái môi trường như thế nào, một cái văn hóa chúng ta làm việc ra sao. Đấy, hay là văn hóa đấy đó, văn hóa về cho đi. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác, chúng ta luôn nói về giúp đỡ người khác, thì dù là downline của mình hay không phải downline của mình thì mình vẫn luôn sẵn sàng giúp, với điều kiện người đó là người ta luôn chính thực. Thì bằng cách đó là bản thân mình phải thể hiện ra mình luôn đón chào kể cả những người không phải là downline của mình, thì mình vẫn sẵn sàng, mình vẫn hỗ trợ, mình giúp đỡ. Có đúng nghĩa là chúng ta đang sống với sự cho đi. Và khi bản thân mình là một người leader, mình làm điều đó thì downline người ta thấy ông leader ông làm rất tốt về việc này, thì những cái người mà downline của mình ấy, với nhau ấy, người ta cũng sẵn sàng hỗ trợ và kèm cặp hỗ trợ cho nhau, và không cần phải là downline của mình, người ta vẫn hỗ trợ và giúp đỡ cho nhau. Thì chúng ta đã tạo ra một cái văn hóa, đó là văn hóa về đoàn kết, văn hóa đó là sự cho đi, văn hóa đó là cái sự cống hiến. Thế khi mà cả các tổ chức này họ cho đi, họ sự cống hiến như vậy thì nó rất là tuyệt vời, là đội nhóm người ta giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết với nhau, phối hợp với nhau và cùng với nhau về phát triển. Đó. Thế văn hóa về kỷ luật, văn hóa về tinh thần thì những cái gì mà chúng ta muốn với cái tổ chức của chúng ta thì chúng ta đưa lên. Đấy, ví dụ như nói về team của chúng ta, nói một cái đó, đó là mục tiêu lúc nào lớn, đúng không? Mục tiêu ông nào rất là lớn, mục tiêu mọi người nói là mục tiêu điên khùng, nhưng chúng ta đều bắt đầu từ những việc nhỏ. Chúng ta bắt đầu từ việc mà viết quảng cáo, chúng ta bắt đầu từ việc bán hàng, chúng ta cũng bắt đầu làm những cái video, chúng ta bắt đầu làm livestream, nhưng chúng ta luôn mang một cái giấc mơ lớn, mang một cái mục tiêu lớn để chúng ta luôn chiến đấu, chúng ta luôn nỗ lực hết mình. Đúng không? Đấy. Văn hóa về tình yêu thương, văn hóa về gia đình. Từ đó là chúng ta luôn có những cái chúng ta muốn xây dựng ra một cái tổ chức nó như thế nào, thì chúng ta hãy làm cái điều đó. Chúng ta viết nó rõ ra từng ý, từng ý, từng ý, và chúng ta thực hiện với nhau. Thì lúc này là chúng ta đã ngồi cùng với nhau rồi, chúng ta nói chuyện với nhau và chúng ta cùng với nhau thảo luận là chúng ta với nhau xây dựng như thế nào. Thì chúng ta đưa xong 10 cái là chúng ta chốt lại. Vậy thì bây giờ chúng ta review lại. Bây giờ đây là những cái quy tắc mà chúng ta sẽ thống nhất cùng với nhau. Và từ bây giờ chúng ta cùng cam kết, nếu mà ai không làm được những điều này chúng ta xử phạt sao. Mà nếu không được nữa thì bạn cảm thấy không phù hợp với điều này thì lúc đó bạn có quyền ra đi. Nhưng một khi đã ký với nhau cái điều này thì chúng ta cần phải cam kết về chuyện đó. Đúng không? Và người nào không làm được điều này thì chúng ta chỉ có bước đó là chúng ta tạm chia tay thôi. Bởi vì và nếu mà chia tay thì chúng ta phải vui vẻ như thế nào? Chia tay trong niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải chia tay trong sự oán trách nhau, hận thù nhau, chửi với nhau, không phải là như vậy. Thì đó là không phải là văn hóa. Đúng không? Thì đó là một cái mà một chia sẻ thêm, đó là trong trường hợp mà chúng ta chưa xây dựng được ngay từ đầu thì chúng ta hãy cùng với nhau ngồi với những người core leader của mình ngồi làm ra những cái điều đó thì nó rất là tốt luôn. Yes. Ok hả? Rồi các bạn còn nào có những câu hỏi nào với anh Thắng và chị Nga thì chúng ta cùng đặt câu hỏi cho hai chủ tịch của chúng ta. Xin cảm ơn chủ tịch Linh. Ok các bạn. Và bây giờ thì chúng ta có câu hỏi nào thì chúng ta đặt câu hỏi nhé. Vậy thì trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi hôm nay, bởi vì bây giờ là cũng đã 1:30 rồi đó, thì Thắng với Nga có
đôi lời chia sẻ là những cái lời khuyên nào với tất cả những anh chị em mà chúng ta mới bắt đầu bước vào trong cái công việc này, bởi vì thời gian đầu tiên đó là thời gian mà thách thức nhất, thời gian mà chúng ta đối diện với rất nhiều thách thức, bởi vì lúc này chúng ta chưa kiến thức, chưa kỹ năng, chưa kinh nghiệm, nó rất là bỡ ngỡ, giống như ngày đầu tiên chúng ta đi học lớp 1, ở nhà rất là năng động, rất là thông minh, nhưng đến lớp học thì vẫn lơ ngơ như bò đội non đấy. Đấy, đúng không? Nói một câu rất là dân dã là chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là mông lung. Nên là lời khuyên nào của hai bạn dành cho những người mà chúng ta mới bắt đầu để bắt đầu một cái khởi động nó tốt hơn? Thì để mà kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì với bản thân em á, thì chỉ có một cái là mình phải có, thực sự mình phải có niềm tin mãnh liệt ha. Quan trọng là mình xác định được cái mục tiêu và cái mong muốn của mình muốn cái điều gì, và mình xác định là khi mà mình đến với Nu Skin vì cái điều gì đó, và mình phải có một cái niềm tin đầy đủ về bản thân mình, về công ty và về cái công việc kinh doanh mình đang làm đó. Thì khi như vậy mà mình đi theo đúng những cái định hướng, bởi vì là bình thường á là những người trước họ làm là rất là thành công rồi, thì khi mà mình là một người mới vô ha, mình chỉ cần là mình chịu khó học hỏi và mình đi theo đúng cái chiến lược của những cái người họ đã thành công đưa cho mình thôi đó. Và mình phải có thực sự là mình phải xác định rõ cái mục đích khi mà mình đến với Nu Skin để làm cái gì đó. Đầu tiên chắc chắn là sẽ có nhiều người đến với Nu Skin giống như bản thân Nga và Thắng cũng thôi, đầu tiên cũng đến với Nu Skin là vì là mình thấy cái lợi nhuận nó rất là ok, sản phẩm nó bán rất là tốt. Nhưng mà sau khi một cái khoảng thời gian, bởi vì đó như như thầy vừa nói là cái khoảng thời gian đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất, và sẽ có nhiều người là họ đến khoảng 1, 2, 3 tháng đầu tiên họ không có tiền, họ sẵn sàng họ ra đi đó. Nhưng mà khi mà mình đến với Nu Skin, mình hãy xác định rõ là mình thực sự mình mong muốn cái điều gì ở Nu Skin, chứ không phải là mình đến vì tiền. Ok, tiền là cái điều căn bản đầu tiên rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mình hãy xác định rõ, nếu như mà đi làm bên ngoài kia thì cũng sẽ có rất nhiều công việc kiếm được tiền, nhưng quan trọng là với Nu Skin là mình sẽ có thực sự mình sẽ xây dựng cho mình được một cái phong cách sống đó. Phong cách sống khi mà mình đã làm một cái đủ một cái thời gian đủ hiểu, đủ thợ đủ hiểu về Nu Skin, và mình đủ một cái thời gian đủ trải nghiệm rồi, thì mình sẽ thấy là ở Nu Skin sẽ cho mình một cái phong cách sống hoàn toàn khác so với bên ngoài, nếu như mình đủ kiên trì làm với Nu Skin đó. Còn bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều người, họ cũng có thể là có tiền, họ cũng thể là có những cái thứ mà nhiều người có, nhưng mà đôi khi là họ sẽ không có được một cái cuộc sống hoàn hảo như Nu Skin. Bởi vì thực sự là ở với Nu Skin là mình đang xây dựng cho mình một cái phong cách sống đó, một phong cách sống không chỉ riêng bản thân mình mà còn cho những người khác nữa. Thì đó là những cái mà em muốn chia sẻ cuối cùng khi mà có thể là kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Không biết anh có chia sẻ thêm gì không? Thắng sẽ bo lớt thêm một xíu nữa. Thực ra là đối với một người mới ấy, thì cũng như bản thân Thắng lúc mới bắt đầu về cái cơ hội này, thực ra là khi mình mới bắt đầu ấy, thì mình giống như một tờ giấy trắng, mình không biết cái gì cả. Tốt nhất là mình hãy trở thành một tờ giấy trắng, anh chị em ha. Là như vậy. Và nếu cái ni của mình ấy mà có đang có nước thì mình đổ đi, và mình trở thành một ni nước rỗng, anh chị em ạ. Và cái câu mà Thắng học được và làm ấy liên tục, đó là khi mình vào trong môi trường mới ấy, thì Thắng có một câu nói như này: upline luôn luôn đúng, nếu upline sai quay được một. Rồi chưa? Đó là khi mình mới vào mình làm á, thì họ chắc chắn upline là người sẽ là người cho mình cơ hội, và cái đầu tiên là mình phải biết ơn. Cái đầu tiên không biết là người ta có giúp được mình hay không, nhưng mình phải biết ơn đầu tiên á. Và cái thứ hai nữa là khi mà họ làm upline giúp mình á, thì mình hãy làm theo những gì upline nói. Ok chị em ha, hãy làm những điều gì upline nói. Bởi vì người ta thường có một cái tư tưởng như này ạ. Ngày hôm nay mình có một chiếc xe đạp đúng không ạ? Bánh nó là hình tròn, đúng không chị em? Thế thì bánh nó hình tròn rồi, thì cái việc của mình á là đừng ngồi đó mà sáng tạo ra cái bánh hình vuông. Và cái việc của mình á, neo lên lên xe ngay lập tức, và tìm ấy một cái cách, đó là gì đây? Tăng cái tốc độ được cái chiếc xe đạp lên nhanh hơn, đúng không ạ? Và mục tiêu là phải vượt upline, đợi cho em. Và mục tiêu là phải vượt upline. Và hãy lưu ý cho Thắng một điều rằng upline của mình sẽ là người luôn luôn muốn mình tốt hơn họ. Thế nên là giả sử những 1-2 ngày đầu hoặc 1-2 tuần đầu chúng ta chưa hiểu nhau, thì hãy ngồi lại với nhau để giải quyết những cái tư tưởng chưa hiểu nhau đó anh chị em. Bởi vì mỗi một người tính cách ấy, mỗi một người tính cách, đến nỗi mà gọi là hai chị em, hai anh em sinh đôi với nhau một trứng mà,
người ta còn chưa hiểu nhau, huống chi là con người với con người đối với chị em ha. Ngày hôm nay khi mình làm với nhau mình phải ngồi lại với nhau, bởi vì người mới với người cũ nó sẽ có mâu thuẫn này kia rất là nhiều chị em ạ. Nên khi mình làm hãy tôn trọng upline của mình, và đặc biệt hơn nữa là hãy làm theo những gì upline mình nói, và chắc chắn rằng upline luôn luôn muốn mình tốt hơn đó ạ. Chắc chắn rằng anh Ninh luôn luôn muốn tôi là vượt cấp anh Ninh đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, thế nên là yên tâm đi, upline sẽ là người lăn xả giúp mình nhiệt tình, và cái việc của mình là hãy làm theo những gì upline nói và học hỏi liên tục anh chị em. Đó là một cái lời khuyên chân thành đối với những anh chị em là mình mới bắt đầu sự nghiệp. Còn khi mình mới bắt đầu sự nghiệp thì mình sẽ có nhiều cái chông gai, thì cái gì thế thôi chị em ạ, để một cái cơ hội nó không dễ dàng cả. Đó. Thế nên là mình xuất phát điểm mình hơn hay là mình kém, mình cứ làm đi chị em ạ, mình cứ làm đi. Mình hãy coi là mình một miếng rỗng và một tờ giấy trắng, và mình học lại từ đầu anh chị em ha, hãy yêu lại từ đầu đó ạ. Đó còn là cái lời chia sẻ Hay quá. chốt lại của em. Cảm ơn hai vợ chồng Thắng Dạ. Nga, hai chủ tịch đã dành thời gian một buổi tối từ đầu đến giờ để chia sẻ với tất cả anh chị em về những cái câu chuyện từ khi bắt đầu với Nu Skin, từ những ngày tháng khó khăn nhất nhưng vẫn quyết định theo đuổi, và cho đến bây giờ thì cũng đã chuẩn bị là đạt được cái chuyến đi đó là Moscow, đúng không? Và năm nay là em sẽ đưa bao nhiêu bạn đi Moscow cùng với Mục em? tiêu năm nay em tổng kết lại là từ lúc gặp anh gặp thầy John thành viên 10 triệu đô ấy ở leadership ấy. Thì mục tiêu em tổng kết lại năm nay mục tiêu của em là đưa là 20 20 gia đình đi Moscow. Moscow và Tuyệt vời. Mục tiêu tập trung mình làm thôi, mục tiêu mình đó mình làm. Và năm nay em là mục tiêu em là hai đưa 20 gia đình đi cùng Moscow cô của mình. Bảo bản thân anh cũng bản thân em Rất nghĩa tuyệt là vời. đã trong cái buổi đi đấy. Hẹn gặp em ở Moscow nhé. Yes. Gặp hai vợ chồng ở Moscow cùng với 20 gia đình kế tiếp. Yes. Ok các bạn. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều đã dành cái thời gian buổi tối hôm nay nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi livestream từ tối đến giờ và đặt những câu hỏi và bắt đầu hưởng ứng với tất cả mọi người để chúng ta có những cái năng lượng để chúng ta chia sẻ một buổi tối rất là tuyệt vời buổi tối hôm nay. Và qua đây thì anh đại diện team muốn gửi cảm ơn tới hai em về mỗi hai hai em là 10 cái cuốn sách về hành trình người xuất chúng, và khi mà sách ngày mai về là anh sẽ gửi ra Hà Nội cho bọn em. Rất là cảm ơn hai vợ chồng đã dành một buổi tối rất đặc biệt hôm nay nhé. Chúc hai vợ chồng buổi tối ngủ Dạ ngon. ok Cảm ơn ạ. thầy. Dạ em cảm ơn anh Ninh. Cảm Dạ. ơn thầy và cảm ơn tất cả các anh chị trong team đã nghe và cũng như là chia sẻ cùng em đến sau cái buổi này nó được trọn vẹn nhất. Rồi, ok. Cảm ơn anh Ninh, cảm ơn chị em Ok, rồi ha. chúc hai vợ chồng ngủ ngon và chúc mọi người ngủ Chúc ngon cả nha. nhà. Xin chào. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh, chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip, và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông, nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.